4. Chỉ thất địa xả ly tam muội hiện tự tâm lượng. Đại huệ, ta phân bộ thất địa khéo tu tướng tâm ý ý thức, khéo tu ngã ngã sở nhất thọ, nhân pháp vô ngã, tự tướng cộng tướng sanh diệt, khéo được tướng vô ngại, sức quyết định tam muội môn, địa thứ lớp tương tục vào pháp đạo phẩm. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích thêm. Đức Phật phân chia, cái phân bộ là phân chia thất địa, cái tướng đó mình khéo biết cho rõ mà tu tập, mà tu như thế nào, tức là tu dứt được cái tâm ý và ý thức, rồi bỏ được cái ngã và ngã sở. Cho nên nhang đó thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã, rồi tự tướng tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung, sanh diệt, các cái thứ đó mình khéo được tướng vô ngại, biết nó một cách không chướng không ngại, không có cái gì mắc kẹt hết, được cái sức quyết định tam muội môn, tức là được cái môn tam muội quyết định. Địa thứ lớp tương tục, tức là mỗi địa từ sơ địa, nhị địa cho đến thất địa thứ lớp tương tục vào pháp đạo phẩm, tức là vào thẳng cái pháp chánh đạo, mà chánh đạo đây tức là tự tâm hiện lượng, chẳng khiến đại bồ tát chẳng giác tự tướng cộng tướng, chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà của ngoại đạo, cho nên lập địa thứ lớp. Sở dĩ mà Phật lập ra có sơ địa, nhị địa cho đến thập địa thứ tự như vậy là vì sợ các cái vị bồ tát họ không có thấu suốt được cái tự tướng cộng tướng của các pháp, rồi cũng không có rành rẽ về thất địa, rồi rơi vào cái lối tà của ngoại đạo. Bởi vậy cho nên Phật mới lập ra thứ lớp từ sơ địa đến thập địa, đó là cái phương tiện lập thôi. Đại huệ, kia Phật không có hoặc sanh hoặc diệt trừ tự tâm hiện lượng, nên nói địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh, chỗ kẻ ngu không thể giác. Ở đây Phật xác nhận rằng kia tức là các địa đó, Phật không có hoặc sanh, không có hoặc diệt, nên là chẳng qua là tự tâm mình hiện thôi. Cho nên là trừ tự tâm hiện lượng, tức là trừ cái hiện lượng của tự tâm, ngoài ra các pháp không có sanh, không có diệt gì thiệt hết. Nên nói rằng địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh, thì nói cái đó đó là phương tiện nói, mà cái chỗ đó những người ngu họ không thể giác. Ngu cỡ nào? Cỡ mình không? Mình cho tam giới nó là thiệt, phải không? Rồi mình cho các cái bậc sơ địa, nhị địa Bồ Tát, cho tới thập địa Bồ Tát, mỗi địa đều là thiệt. Bởi vậy nên mình không hiểu được cái thâm ý của Đức Phật. Chỗ kẻ ngu không thể giác là ta và chư Phật nói địa thứ lớp tương tục và nói tam giới các thứ hạnh. Phật nói các địa, nói tam giới, đó là cái phương tiện mà kẻ ngu lại chấp cho là thiệt. Thì cái điều đó ở cái lời giải rất là rõ. Phân bộ là phân biệt diễn nói, Như Lai nơi thất địa phân biệt diễn nói, nghĩa là thất địa sanh nhân đã đoạn, sanh nhân tức là cái nhân sanh tử đã đoạn, đồng với vị thừa, rất dễ đắm nhiễm, nên vì phân biệt nhân đó dễ đắm nhiễm lắm. Bởi vì thất địa đó là phá cái hành ấm gần hết, mà hành ấm là cái chỗ hết sức là tế nhị, nó thanh tịnh nhẹ nhàng, chỉ còn những cái gợn lăng tăng mà mình khó biết, vì vậy cho nên dễ đắm nhiễm chỗ đó lắm. Nếu khéo phân biệt tâm ý ý thức đều tự tâm hiện, không có ngã ngã sở,
Không ngã thì nhiếp thọ không người, không ngã sở thì nhiếp thọ không pháp. Nếu mình biết rõ rằng tất cả người và cảnh đều do bất giác có tâm ý thức mà nó hiện ra chứ không có thiệt, thì như vậy tức là không còn có chấp ngã và ngã sở. Bởi vì bởi không chấp ngã cho nên không có người nhiếp thọ, không chấp ngã sở cho nên không có cái pháp bị nhiếp thọ. Như vậy thì người và cảnh hiện chúng ta đang sống ở đây chẳng qua là cái tự tâm mê mà hiện, chứ không phải là cái thật. Vậy mà chúng ta cứ thấy nó thật thôi. Bởi thấy nó thật cho nên Phật gọi đó là ngu mê đó. Không người không pháp thì lìa hy vọng, đồng tướng và dị tướng. Nếu không thấy có ngã có pháp thì đâu còn có mong mỏi cái gì là tướng đồng tướng dị. Bởi nhị thừa giác các thứ dị tướng hy vọng chánh định nên dễ chấp lấy niết bàn. Nhị thừa giác các dị tướng thường tướng khác. Bởi vì nhị thừa thì cho rằng sanh tử là khổ đau, rồi niết bàn thanh tịnh vô sanh đó là an lạc. Cho nên tướng sanh tử khổ, tướng niết bàn lạc là dị tướng. Cái khổ khác, cái lạc khác, lạc khác, cho nên mới hy vọng được chánh định đi nhập niết bàn đó. Vì vậy mà có trong mong mỏi rồi chấp lấy niết bàn, đó là chỗ chân thật. Nếu hay khéo biết chỗ này thì hay hiểu rộng pháp nghĩa nhất thừa, giỏi tứ vô ngại, nơi ta muội môn được sức quyết định tự giác gia trì, dùng đây để soi sáng các địa, tăng tiến đạo phẩm. Nếu ngay nơi đây mà mình hiểu được, biết rõ được rằng tất cả pháp nó không thực, từ tâm ý thức nó biến ra, nó không có thiệt, không có ngã ngã sở, thì như vậy thì mình dễ thấu suốt được cái nghĩa nhất thừa, và mình giỏi được tứ vô ngại, và mình mới được cái môn ta muội do cái sức quyết định tự giác giúp đỡ mà đưa mình tới cái đạo phẩm viên mãn. Cho nên nói chẳng thiến Bồ Tát, chẳng giác tự tướng cộng tướng, chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà của ngoại đạo. Đó là lặp lại câu trên của chánh văn. Đây là chỉ muốn Như Lai lập địa mà nơi thất địa rất phải dè dặt, nghe rơi vào lối tả. Ngang thất địa và bát địa đó là cái chỗ dễ rơi vào lối tả lắm. Thì có thể chúng ta nhìn trên 10-100 trâu mà thuộc về của thiền tâm á, thì thất địa nó tương đương cái chỗ mà không còn có trâu, chỉ còn có chăn. Thì tới đó mình dễ lầm. Rồi tới bát địa trâu và chăn cũng mất luôn. Thì chỗ đó là cái chỗ mà nhị thừa cho là niết bàn đó. Là nói kia thật không có hoặc sanh hoặc diệt trừ tự tâm hiện lượng. Nghĩa là bởi vì tất cả tam giới nó không có thực do tâm hiện lượng, do cái mê hoặc mà sanh ra. Tâm hiện lượng cái đó mới là cái thật. Như hiện giờ mình nói tam giới thực là không thực, dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới. Dục giới là cõi chúng ta ở trong lục thú đó, còn sắc giới là các cõi trời sắc giới. Thì mình coi như cái cõi của mình là cõi dục giới này đi, núi sông cây cối người vật, thiệt không? Thiệt 100%, phải không? Không có nghi ngờ thấy nó thiệt 100%. Vậy mà Phật nói không thiệt. Phật nói đó là chẳng qua mê mà nó hiện thôi. Thì nghe mình thấy nó quá cái sức tưởng của mình, dường như là vô lý vậy, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, hỏi sanh ở trong tam giới đó, từ cái gì tạo nghiệp mà sanh tam giới? Ví dụ như nghiệp mà ở cõi dục
thì sanh dục giới, cái nghiệp mà tu về tứ thiền vân vân thì sanh về sắc giới, nghiệp tu về tứ không thì sanh về vô sắc giới. Thì như vậy tất cả đó là do cái hạnh nghiệp mình tạo nên. Mà hạnh nghiệp nó phát từ cái gì? Từ cái tự tâm vọng tưởng mà ra cái gì hết. Mà tâm vọng tưởng thiệt không? Tâm vọng tưởng không thiệt. Mà tâm không vọng tưởng không thiệt mà tạo ra các nghiệp đó thì các nghiệp có thiệt không? À không thiệt. Mà các nghiệp không thiệt thì cái cõi của các nghiệp đến thiệt không? Không thiệt luôn. Như vậy mà mình cứ thấy thiệt. Nó vậy mình thấy thiệt cho nên rồi mình điên đảo, mình cứ chìm ở trong cái mê không có thoát ra được. Ở đây Phật nói trừ tâm hiện lượng, tức là trừ cái tánh giác ra, còn ngoài ra tất cả đều là không thiệt, đều là cái tướng hư dối thôi, chứ không có cái gì thiệt hết. Nên nói địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh Như Lai trước sau nêu cao bảo vệ pháp môn duy tâm. Dẫn câu trên nói rằng Phật nói các địa thứ lớp tương tục hoặc là nói tam giới các thứ hạnh đó đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên các địa nó cũng không thiệt. Tại sao các địa không thiệt? Thì như tôi thường dụ, ví dụ như mình đi học, mình học lớp 1, lớp 2 tới lớp 12, ví dụ như vậy. Thì khi mình học tới lớp 12 rồi đó, thì mình nhớ năm mấy tuổi học lớp 1, mấy tuổi học lớp 2, mấy tuổi học lớp 3, rồi bao nhiêu tuổi học lớp 12. Mình thấy có năm, có tuổi, có lớp đàng hoàng, nhưng mà cái học của mình dồn như trong cái não bộ mình, trong cái tâm trí mình đó, nó có ngăn đây là lớp 1, đây là lớp 2, đây là lớp 3, đây là lớp 4. Nó có ngăn vào từng khoang từng lớp không? Có không? Hay là nó nhớ ở đâu mới nhớ, nó chứa ở đâu mình cũng không biết. Nó không có một cái thứ tự, chẳng qua là ở ngoài giả đặt ra, phải không? Chứ trong cái đầu mình, trong cái trí não mình, nó đâu có chia ra từng lớp, nó đâu có chia ra từng phần. Như vậy để hiểu rằng nói từng địa, địa là do cái sức giác, giác thấp, giác cao mà có chia ra cái thập địa. Mà cái giác đó thực ra thì nó chỉ là một tánh giác thôi, nhưng mà vì giác mà chưa được tròn hay là mới một phần nhỏ thì gọi là sơ địa, rồi phần khá thì nhị địa, vân vân, thì tạm dùng tạm nói chứ nó không có thiện. Hiểu như vậy thì mình mới biết cái câu này, mà thập địa không thiệt thì tam giới cũng không thiệt. Mà thực tình tam giới nó không thiệt. Mà nếu ai thấy tam giới không thiệt thì ngã và ngã sở không còn. Còn nếu thấy thiệt thì ngã ngã sở y nguyên, phải không? Bởi vì thấy thiệt thì có mình thiệt, rồi có cảnh thiệt. Mà mình thiệt làm sao mà được? Bởi vì mình thiệt thì chắc là ông bà mình không có chết, phải không? Mà ông bà mình chết thì có thiệt cái đâu. Ông bà mình chết, rồi tới cha mẹ mình chết, rồi tới mình chết, rồi tới ai rồi cũng chết hết trời. Như vậy có thiệt sao? Rồi có mặt có thời gian rồi mất, có mặt thời gian rồi mất. Như vậy thì người đã không thiệt, rồi cảnh có thiệt được không? Cảnh cũng không thiệt. Rồi mình thấy như núi non là mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì đó, mình thấy vậy. Nhưng mà sự thật ra thì một ngày nào đó nó cũng tan biến. Như vậy thì mới biết rằng cái tuổi thọ mình nó ngắn. Rồi mình thấy cái núi, thấy sông nó lâu dài thì mình tưởng nó thiệt, chứ nó lâu chứ đâu phải. Rồi cũng hoại hết trơn, không có cái gì còn. Mà mọi cái đều hoại, chỉ ngắn như dài. Cũng như mình sống 60 tuổi thì thấy vừa phải, thấy những gì sống 80 tuổi thì mình cho đó là thọ, phải không?
Được đời còn những người mà sống tới chừng 30 tuổi, 40 tuổi chết thì gọi đó là yếu. Đó. Gọi yếu, gọi vừa, gọi thọ. Thì ba cái gọi đó cũng là một lần chết thôi. Chỉ cái dài thêm chút nữa là thọ. Vừa phải thì gọi là được, còn sớm đi thì gọi là yếu. Mà cũng là đi nè, chứ không ai ở trên, phải không? Không có người nào mà ở hoài được. Thì như vậy cái thế gian là một cái biến hoại. Mà cái gì biến hoại thì cái đó gọi là thiệt được không? Cái gì mà đang biến hoại, luôn luôn biến hoại, cái đó thiệt được không? Nó đâu có thiệt. Vậy mà mình cho nó thiệt thì cái đó Phật gọi là kẻ ngu, phải không? Mà có ngu thiệt không? Ngu thiệt. Như vậy thì mình bởi ngu cho nên mình mới tu lắm, tu thì lấy giác. Còn có khi ngu mà không biết ngu cho nên người ta không thèm tu. Còn mình ngu mà biết mình ngu cho nên mình ráng để tu cho nó giác, chứ đừng còn ngu nữa. Đó là cái lý do mà mình tu đó. Thì hiểu như vậy mới thấy tất cả những cái nói của Phật ở đây đều là phương tiện để cho chúng ta hiểu, để giúp chúng ta dẹp trừ phiền não, tập tu tiến lên. Cho nên chia từng bậc, từng lớp, chứ sự thật nó không có bậc lớp nào hết á. Lại cùng tất cả hành tướng trong tam giới, khi giác tự tâm hiện lượng thì được không thật có. Nếu mình giác ngộ được tự tâm hiện lượng thì biết tất cả tam giới đều không thiệt. Từ không thật có kiến lập tất cả pháp, vì độ kẻ bất giác, chẳng phải vì người giác. Nghĩa là nó không phải có mà Phật lập ra, nào là tam thừa hay là nào là thập địa vân vân, đó là vì độ kẻ bất giác, chứ không phải vì những vị Phật. Vì Phật thì biết rồi, nghĩa đó là phương tiện vì những người mê thôi. Đó là mình thấy Đức Phật dùng phương tiện để dẫn dắt chúng ta. Lại nữa, Đại Huệ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Đệ Bát Địa, diệt tam muội môn lạc, sai bị sai, chẳng rành tự tâm hiện lượng, bị tập khí, tự tướng, cộng tướng, làm chướng, rơi vào nhân pháp vô ngã, kiến chấp pháp nhiếp thọ, vọng tưởng khởi tưởng niết bàn, chẳng phải trí huệ giác tịch diệt. Như vậy thì đây nói rằng Thanh Văn, Duyên Giác mà được, hay là Bồ Tát mà được cái tâm muội lạc, rồi sai trong cái tâm muội lạc đó, mà sai trong cái tâm muội lạc đó được, bị cái sai đó nó dẫn mãi ra không được. Bởi ra không được là sao? Là bởi vì các ngài không rành được cái tự tâm hiện lượng, tức là cũng như nói các ngài không thấy được cái tánh giác đầy đủ của mình. Rồi bị những cái tập khí tự tướng cộng tướng đó, nghĩa là cho các pháp thế gian là chấp là ngã, các ngài thấy là vô ngã, thấy vô ngã đó là chân lý. Các pháp thế gian nó là lạc, các ngài thấy là khổ, khổ là chân lý. Như vậy thì các ngài thấy cho cái thấy của mình là chân lý, rồi an trụ ở chỗ cái chân lý đó, cho đó là niết bàn. Như vậy cho nên nói rằng chẳng phải trí huệ giác tịch diệt. Niết bàn đó không phải là do cái trí huệ giác mà được yên lặng, được tịch diệt. Đại Huệ, Bồ Tát thấy diệt tam muội môn lạc, bổn nguyện thương xót, đại bi thành tựu, biết phân biệt mười câu vô tận, chẳng vọng tưởng khởi tưởng niết bàn. Bồ Tát thì các ngài được cái tam muội lạc đó rồi, rồi nhớ lại cái bản nguyện của mình, tại sao mình đi tu. Bây giờ quý vị trả lời giùm coi, tại sao mình đi tu? Có phải chăng là tại mình thấy đời khổ quá, mình trốn đi tu cho yên thân mình, phải vậy không? Nếu mà cho yên thân mình thì chưa phải là cái tâm của Bồ Tát, phải không? Mình thấy cuộc đời là đau khổ, mà chúng sanh mê muội, lấy cái khổ làm vui,
Bởi vậy cho nên chúng ta phát tâm tu để giác, giác rồi đánh thức giùm họ cho họ giác nữa, để họ ra khỏi cái khổ đó. Đó, đó là bản nguyện của người tu, phải không? Bởi vậy nên chúng ta tu là thương mình mà cũng thương chúng sinh đương mê muội. Vì vậy mà khi mình giác được rồi thì nhớ lại cái bản nguyện thương chúng sinh đó, mà mình phải làm sao cho họ giác, chứ không có được an trú ở trong cái chỗ thanh tịnh. Mà nếu mình an trú chỗ thanh tịnh là mình quên cái bản nguyện của mình, phải không? À, đó, cái chỗ cao cả của người tu là như vậy. Chứ đừng có quan niệm tôi thấy đời khổ quá, tôi vô chùa tôi tôi khỏe cái thân, phải không? Thì như vậy cái đó là một niệm ích kỷ, phải không? Nghe là vì muốn khỏe thân mà đi tu, chứ không phải vì cầu giác ngộ cho mình, cho người. Còn nếu mình thực tình tu á, là vì thấy cuộc đời nó là đau khổ, mà chúng sinh lại mê lầm cho khổ là vui, rồi giành giật nhau, cấu xé nhau, làm khổ cho nhau. Vì vậy mà mình phải đi tu để mình giác, giác rồi cảnh tỉnh cho họ cùng giác, để mà thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Như vậy đó mới gọi là bản nguyện của người đi tu. Mà bản nguyện đó mới là cái bản nguyện chân thật của Bồ Tát. Vì vậy cho nên Bồ Tát khi được cái tam muội lạc rồi, nhớ lại cái bản nguyện của mình, mình thương xót chúng sinh, rồi vì vậy mà thành tựu đại bi, rồi thành phân biệt mười câu vô tạng. Mười câu vô tạng hôm đã học rồi, rồi chẳng khởi vọng tưởng, chẳng vọng tưởng khởi tưởng niết bàn, không có vọng tưởng cho rằng chỗ an lạc đó là niết bàn, mà phải lăn vào trong cuộc đời độ chúng sinh. Kia đã niết bàn vì vọng tưởng chẳng sanh, lìa vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp. Kia đã niết bàn là sao? Bởi vì giác được cái tánh giác, thì tánh giác đó là hàng bất sanh bất diệt, là niết bàn rồi. Bây giờ còn an trú niết bàn là chi nữa? Vì vậy mà nói là kia đã niết bàn vì vọng tưởng chẳng sanh, bởi vì cái tánh giác đâu có vọng tưởng. Mới lìa vọng tưởng năng giác sở giác, năng nhiếp sở nhiếp, giác rõ tự tâm miện lượng thì tất cả pháp vọng tưởng chẳng sanh, chẳng rơi vào ngoài tâm ý ý thức chấp trước vọng tưởng. Tướng tánh tự tánh chẳng phải Phật pháp nhân chẳng sanh, tùy trí huệ sanh được Như Lai tự giác địa. Đó là khi mình biết được cái tự tâm miện lượng, hay là mình giác được mình có Phật tánh, mình giác được cái đó rồi thì Phật tánh là cái chẳng sanh chẳng diệt, thì đã chẳng sanh chẳng diệt là niết bàn rồi. Rồi bây giờ muốn nhập niết bàn chi nữa? Vì vậy cho nên sống với cái Phật tánh đó thì tâm ý ý thức nó không còn vọng tưởng, không còn chạy theo cảnh. Như vậy đó thì cái nhân Phật pháp nó được phát khởi, rồi tùy theo cái trí huệ của mình mà tu tiến lợi ích cho chúng sinh, tiến đến cái quả vị Như Lai tự giác. Trên vì thất địa phân bộ chẳng khiến rơi vào lối tẻ, đây đối với bát địa thống thiết đương nhiên, bởi vì thanh văn duyên giác đến khi đăng quả đồng với Bồ Tát Đệ Bát bất động địa, tất cả thế gian xuất thế gian tưởng niệm hằng dứt, chỉ chẳng rằng tự tâm hiện lượng, tự tâm lượng bèn bị tập khí tự tướng cộng tướng che ngăn, thấy pháp ngoài tâm khởi tưởng niết bàn, không có huệ tịch diệt. Thành niết bàn đó nó không có cái huệ tịch diệt, nó tịch diệt mà không có trí huệ, bị sai. Cho nên Bồ Tát Bát Địa đối với diệt tam muội môn, tam muội lạc hiện tiền, liền nhớ nghĩ bản nguyện, khởi tâm đại bi, dùng mười câu vô tận, thành tựu Phật địa, chẳng vào niết bàn. Nghĩa là đã vào niết bàn, chẳng lẽ lại vào niết bàn? Bởi vì cái tánh giác của mình là chẳng sanh chẳng diệt, mà chẳng sanh chẳng diệt là niết bàn, nhận được cái đó rồi còn vào niết bàn chi nữa? Tại sao lại không lo độ chúng sinh? Bồ Tát này giác tự tâm hiện lượng, không có năng thủ sở thủ, thấy tất cả pháp chẳng phải riêng có,
hằng lìa tâm ý, ý thức và các thứ tướng trong tam giới, chuyển thân vọng tưởng làm tự giác thánh trí, y thánh trí sanh đến cứu cánh giác. Địa, cho nên nói vọng tưởng chẳng sanh mà chẳng phải Phật pháp, mà chẳng phải Phật pháp nhân chẳng sanh, nghĩa là vọng tưởng không sanh mà cái nhân Phật pháp hằng có. À, đây mới dùng thí dụ như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, khi chưa qua đã thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay là tà, chẳng phải chánh chẳng phải tà. Các cái thấy nghe hiểu biết từ vô thủy, nhân tưởng các thứ tập khí, các thứ hình xứ lơi trong tưởng có không, nên tâm ý, ý thức mộng hiện. À, đây Đức Phật dùng cái thí dụ hết sức là rõ. Ví dụ như mình trong cái khi ngủ, ngủ mà mình thấy cần qua sông, cái mình mượn chiếc xuồng hay là chiếc ghe, hay mình nói theo cách khác là chiếc thuyền, để mình chèo qua sông. Khi mình chèo nửa chừng cái giật mình thức dậy, thì cái chuyện chèo qua sông đó nó là có hay là không, nó là tà hay là chánh, nói sao? Chỉ nói nó lầm mộng thôi, phải không? Nó không thiệt. Mà đã không thiệt thì đừng nói có, nói không, nói tà, nói chánh gì hết. À, thì chẳng qua đó là cái quân tập từ vô thủy, những cái tập khí của quân tập từ nào giờ rồi ngủ mộng thấy vậy thôi, phải không? Chứ nó không phải là cái thiệt. À, thì hiện giờ chúng ta sống đây cũng giống như vậy đó, nghĩa là do những cái tập khí từ hồi nào giờ rồi nó hiện ra, thấy có những cái cảnh tốt xấu hơn kém này kia, nhưng chẳng qua cũng là cái mê, mê vọng mà có, không có thiệt. Lời giải: đây dụ tập khí vọng thấy tự tướng cộng tướng khởi tưởng nhất bàn, mà thật đều là tự tâm hiện ra, không có nhân pháp, cũng không có cảnh giới năng độ sở độ. Nghĩa là mình chèo thuyền qua bờ đó, thì đó là giống như là mình tu để mà qua được bờ giác, từ bờ mê qua bến giác. Thì như vậy, thì trong khi mình đi qua đó thì chẳng khác nào như là cái người trong mộng hoặc qua sông vậy thôi. Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, thức rồi tâm dừng, không thể nói tà chánh, chỉ là từ vô thủy tập khí còn thừa, thấy nghe hiểu biết phân biệt mà có cái mộng đó. Nơi tất cả sắc tâm, cá pháp vọng chấp có không, đều là việc mộng, do tâm ý, ý thức hiện ra, không có cảnh giới thật. À, như vậy thì cái cảnh giới mà mình thấy, mình sống chẳng qua là cái tập khí do tâm ý, ý thức hiện ra không thật. Như vậy thì tam giới không thật, mà tam giới không thật thì con người mình thật không? Thật không? Thì con người cũng không thật. Mà con người không thật thì cái khen, cái chê, cái thương, cái ghét nó thiệt không? Vậy mà sao mình bận rộn bởi mấy cái đó quá vậy? Phải không? Nghĩa là tam giới đã không thật, bản thân mình cũng không thiệt, thì mọi cái khen chê tốt xấu hơn thua phải quấy là trò ảo mộng, có gì đâu mà bận tâm, phải không? Nếu mình hằng thấy hằng biết như vậy thì tâm mình nó sao? Thì an nhiên thanh tịnh. Mà an nhiên thanh tịnh đó là hằng niết bàn, tức là mình ở trong chánh định chứ gì, nghĩa là thấy tất cả, nghe tất cả. Ví dụ như bây giờ chúng ta còn mê, nghe người ta kêu tên cha mình họ chửi, thì mình sao? Mình nổi nóng, mình đánh lộn với họ. Nếu mà mình giác họ kêu tên họ chửi, thì mình biết là tên không thiệt, lời chửi cũng không thiệt, là hai cái không thiệt hết, thì mình cười. Như vậy thì nghe chửi mà cười thì tâm có động không? Tâm không động. Mà như vậy trước cái cảnh đó mình là chánh định hay là mình loạn tưởng?
Thì như vậy trước những cái nghịch cảnh đó mà trong mình vẫn an nhiên tức là chánh định rồi, mà định đó mới thiệt định đó. Chứ còn giờ mình nhập định 2-3 ngày mà ra hành động tới cho mình nổi sân lên thì rồi cũng chưa định. Cho nên làm sao mà ở trong cái cảnh mình biết rõ như thật, không thiệt, thân không thiệt, cảnh không thiệt, thì mọi thứ hơn thua phải quấy có thiệt ở đâu, phải không? Mà không thiệt mà chấp làm gì? Mà không chấp thì tâm tự nó thanh tịnh, nó an nhiên thanh tịnh, đó là định chứ gì. Mà cái định đó là cái định không có phải ngồi mới có, mà đi đứng nằm ngồi đều thường có. Cho nên nói niệm niệm thường ở trong chánh định là vậy. Còn mình bây giờ bởi chấp cảnh là thiệt, mình là thiệt, bởi cảnh thiệt mình thiệt, cho nên cái hơn thua phải quấy cũng thiệt luôn, phải không? Nó thiệt một dọc thôi, cho nên mình phiền não hoài, phiền não không hết. Nghe phải nói câu gì mà hơi xúc chạm chút chút về cái tên của mình hay là cái người thân của mình, cái thì mình nổi sân lên liền. Đó là tại vì mê muội nhiều đời nó chồng chất. Đại huệ như thế, đại bồ tát mới đệ bát địa. Bồ tát thấy chỗ vọng tưởng sanh, từ sơ địa chuyển tiến đến đệ thất địa, thấy tất cả pháp phương tiện như quyển vân vân, độ tâm hạnh vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp rồi, khởi Phật pháp phương tiện người chưa được hiến được. Ở đây nói tới đệ bát địa mới thấy được cái chỗ vọng tưởng sanh, tức là tới đệ bát địa mới thấy được cái gốc bất giác, thấy được cái gốc bất giác, cái chỗ bất giác đó là chỗ mà sanh ra vọng tưởng. Còn mình ở đây có thấy được chỗ vọng tưởng sanh không? Chỉ thấy cái tướng vọng tưởng thôi à. Lâu lâu nó chạy mình thấy, thấy mình dừng nó, mà có khi dừng không nổi nữa. Chứ huống nữa là thấy được cái gốc của nó. Cho nên tới bát địa rồi mới thấy được cái chỗ bất giác của nó mà sanh ra tất cả thứ vọng tưởng. Vì vậy cho nên bát địa mới thấy được cái chỗ vọng tưởng sanh. Còn những cái địa kia thì phương tiện, dùng tất cả pháp phương tiện để như quyển, để mà tu độ. Như mình bây giờ thấy cái vọng là biết nó là vọng mình không theo, thì đó là cái phương tiện như quyển thôi. Bởi vì vọng nó là quyển, mình biết nó không theo cũng là quyển. Chừng nào mà nó thật là thanh tịnh, trở về cái thánh giác chân thật thì đó mới là cái thật. Còn cái phương tiện, cái đối trị đều là phương tiện hết. Bởi khởi Phật pháp phương tiện cho nên người chưa được, chỗ khác là người chưa độ khiến độ, còn người chưa được khiến được. Như vậy thì mình tu đến cái chỗ giác được rồi, tâm mình thanh tịnh, thì phải nghĩ tới chúng sinh người chưa được độ, mình phải làm sao độ họ để cho họ đều được giác như mình, chứ không có an trú niết bàn riêng mình. Đại huệ, đây là Bồ Tát niết bàn phương tiện chẳng hoại, lìa tâm ý ý thuyết được vô sanh pháp nhẫn. Ngay chỗ đó là chỗ niết bàn của Bồ Tát, mà niết bàn đó tuy niết bàn mà không có mất phương tiện, tuy lìa tâm ý ý thuyết được vô sanh pháp nhẫn mà hằng giáo hóa chúng sanh. Đại huệ, đối với đệ nhất nghĩa không có thứ lớp tương tục, nói pháp không phải có vọng tưởng tịch diệt. Trên cái đệ nhất nghĩa, cái nghĩa chân thật cứu kính thì nó không có cái tương tục, không có thứ lớp, nói tất cả pháp đều là không thiệt, do khiến cho cái vọng tưởng nó được lặng lẽ thôi. Giải thích nương trên vũ qua sông, đệ bát địa Bồ Tát cũng lại như thế. Bồ Tát đến đệ bát địa mới thấy chỗ sanh vọng tưởng, nghĩa là giác tự tâm hiện lượng, đạt tất cả vọng tưởng đều do bất giác vọng thấy có không. Biết rõ được cái bất giác đó rồi mới thấy có, thấy không. Đến đệ bát địa khác vọng tưởng nhất,
mới thấy chỗ sanh vọng tưởng. Thấy chỗ sanh vọng tưởng mới biết từ sơ địa đến thất địa đã có tất cả pháp tướng trọn như mộng quyển. Như vậy thì các địa tu đó có được những cái tướng, những cái quả cũng đều là quyển hóa thôi chân thiệt. Được trí phương tiện bình đẳng, độ tâm ngăn sở vọng tưởng hằng dứt, liền dùng huệ phương tiện tự lợi lợi tha đến cứu cánh Phật địa. Dùng cái phương tiện lợi mình lợi người đến chỗ Phật địa cứu cánh. Đây là Bồ Tát vô trụ xứ Niết Bàn, chẳng phải dị thừa quyết định tịch diệt Niết Bàn. Hai cái Niết Bàn khác nhau. Bồ Tát do thấy tất cả pháp không có tự tánh, không có thiệt, như mộng như quyển, nên tâm không động, không có vọng tưởng, thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn mà hàng độ chúng sinh, hàng làm lễ cho chúng sinh, cho nên gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Còn các hàng thanh văn thấy sanh tử là khổ, diệt hết cái mầm sanh tử, được cái chỗ tịch diệt, an trú cho tịch diệt đó, gọi là tịch diệt Niết Bàn. Niết Bàn đó nó chìm ở chỗ tịch diệt mãi, không có đi tới cái chỗ độ chúng sinh, cho nên nó mất hẳn giống Phật tại chỗ đó đó. Nên nói nơi đệ nhất nghĩa không có thứ lớp tương tục, nói pháp không thể có vọng tưởng tịch diệt. Nói pháp không thể có, vì các pháp đều không thiệt, cho nên vọng tưởng theo đó mà hết. Không thứ lớp là không có các địa thứ lớp, tức là các địa thứ lớp đó làm cái giả đặc thôi chứ không thiệt. Tên năm mời tụng để mà kết thúc. Chỉ duy tâm trừ các địa. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tâm lượng không thật có, đây trụ đến Phật địa, khứ lai và hiện tại, ba đời chư Phật nói. Nói rằng tâm lượng không thật có, tức là tâm ý thức đều là không thiệt. Mà thấy được tâm ý thức không thiệt đó sẽ tiến đến chỗ Phật địa. Như vậy cái chỗ này, cái câu này là ba đời chư Phật nói, chứ không phải riêng gì Đức Phật Thích Ca nói thôi. Nếu thấy tất cả tâm lượng không thiệt thì mình sẽ đi tiến tới Phật địa. Còn nếu mình thấy tâm lượng thiệt thì không thể nào tiến tới nổi. Tâm lượng địa đệ thất, không thể có đệ bát. Hai địa tên là trụ, Phật địa tên tối thắng. Tâm lượng địa đệ thất, tức là đệ thất địa đó là còn có tâm lượng, không thể có, tức là đệ bát, không còn thấy có cái tâm lượng thiệt nữa, đó là đệ bát địa. Nhưng mà hai địa đó vẫn còn tên là trụ, đến Phật địa mới tên là tối thắng. Đó là so sánh thất địa, bát địa với Phật địa. Tự giác trí và tịnh, đây tức là địa ta, chỗ tự tại tối thắng, thanh tịnh khéo trang nghiêm. Ở đây là cái Phật địa, mình tự giác về trí và tịnh, tức là trí giác và thanh tịnh, đó là cái Phật địa. Chỗ tự tại tối thắng, thanh tịnh khéo trang nghiêm, đó là Phật địa. Chiếu sáng như lửa mạnh, ánh sáng soi khắp nơi, sáng lòa chẳng mờ mắt, soi vòng quá ba cõi. Đó là chỉ cho Phật địa có đầy đủ trí tuệ để mà làm lợi ích cho chúng sinh, hay là giáo hóa chúng sinh trong ba cõi. Hiện tại quá ba cõi, hoặc có khi trước quá, nơi kia diễn nói thừa, đều là Như Lai địa. Như vậy thì Phật giáo hóa trong ba cõi, hoặc trước hoặc sau, tùy diễn nói tam thừa, mà đều là đưa tới Phật thừa thôi, chứ không có nói cái thừa nào khác. Thì đây mới nói về các địa. Thập địa tức là sơ, sơ tức là bát địa, đệ cửu tức là thất, thất cũng lại là bát, đệ nhị là đệ tam, đệ tứ là đệ ngũ, đệ tam là đệ lục, không có thứ lớp gì. Mấy câu đó nói hiểu sao? Nói để thấy rằng tất cả địa đó nói thứ lớp, chứ thực ra nó không có thiệt.
Vì như hồi nãy tôi ví dụ như là trên thánh giá nó không có cái thứ lớp, mà chẳng qua tạm đặt thứ lớp. Bởi vậy cho nên đây đảo lộn sơ địa, tức là bát địa vân vân, đó là để cho thấy rằng cái thứ lớp là không thiệt, không có nên cố chấp. Giải thích. Bài kệ thứ nhất nói các địa, Phật địa đều không thật có, phải là một duy tâm, ba đời Như Lai không có nói khác ha. Chỉ là do cái tự tâm hiện lượng hay là do tánh giác mà mê rồi sanh ra tâm, ý thức nữa có tam giới, chứ sự thực ra không có cái gì khác. Bài kệ thứ hai nói thất địa chưa lìa tâm lượng, bát địa lìa chưa cứu cánh, chưa phải là hành xứ của Như Lai. Bài kệ thứ ba về sau đều nói về Phật địa, tự giác trí và tịnh, tức là trí và tịnh dung nhau, nên nói pháp thân thanh tịnh cùng pháp thân vô cấu, hiệp hai nghĩa này thành tựu Như Lai tự giác. Cho nên người được tự giác thánh trí, tức ở cõi trời sắc cứu cánh trong cung đại bảo qua, thành đẳng chánh giác, làm Bồ Tát thập địa hiện thân rộng lớn, ánh sáng chiếu soi. Do đó đại quá, tiểu quá, tùy thuận quá, khắp giác hiện tại hoặc trước hoặc sau, đã có kiến lập thừa địa đều là nhất thừa, thừa thừa đều là Phật thừa. Đây là giải thích nói khi mà tu hành giác ngộ đến chỗ cứu kính, thì ngay trong cái cõi trời sắc cứu kính thành Phật, thành đẳng chánh giác, rồi hiện thân tùy theo cái loài chúng sanh, có đại quá, tiểu quá, tức là như giáo hóa những cái gì ở cõi trời hiện thân lớn, ở trong cái cảnh mà các cái vị đó thân hình to lớn thì Bồ Tát cũng hiện thân to lớn, thì đó gọi là đại quá. Còn có những cái chúng sinh nhỏ hiện thân nhỏ, đó gọi là tiểu quá. Còn tùy thuận quá, tức là tùy theo chúng sanh, tùy theo căn bệnh mà Phật, tùy Bồ Tát, tùy đó mà hiện thuận hợp với họ để giáo hóa, gọi là tùy thuận quá. Như vậy thì nghĩa là khi đã đến cái chỗ này rồi thì tùy duyên mà quá hiện độ hết chúng sinh, chứ không có bỏ sót một hạng nào. Mà các ngài tới đó rồi hoặc lập ra thừa, tức là tam thừa, thì cũng chỉ là đưa tới nhất thừa, tới Phật thừa thôi. Bởi vì sơ địa cho đến thập địa, một địa tức tất cả địa, tất cả địa tức một địa, thì các địa cũng vậy, chỉ có một tánh giác thôi, cho nên không có hai. Nhưng vì cái tu hành nó còn đương mới có tỉnh mới giác, thì đặt cái địa ban đầu rồi tỉnh giác khá hơn thì địa thứ hai vân vân, chứ thực ra rốt cuộc chỉ là một tánh giác. Kinh Hoa Nghiêm: hàng thập trụ sơ tâm thành đẳng chánh giác, cùng Phật không khác. Ở đây Như Lai kiến lập pháp môn để nhất nghĩa, chống trừ các địa riêng bài duy tâm. Ở đây thì Đức Phật lập cái pháp môn để nhất nghĩa, trừ hết các cái thứ lớp, các cái phân biệt, chỉ hiện rằng tự tâm hiện lượng của mình mê nó thì thấy có tam giới, có các địa, còn ngộ nó thì tam giới không thiệt, các địa cũng không thiệt. Thời nghị nguyện gì
Đề sáu chỉ Như Lai chánh giác thường trụ có bốn. Thấy đó. A một chỉ chánh giác chẳng làm lỗi tạo tác. Khi ấy Bồ Tát đại nguyện bạch Phật Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường hay vô thường? Phật bảo đại nguyện, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nghĩa là cả hai đều có lỗi. Thì cái câu hỏi này ngài đại nguyện đặt ra như tất cả chúng ta ai cũng có cái ngờ được ngài. Bởi vì khi mà thành Phật, tức là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tức là khi thành Phật rồi, thì tánh giác đó là thường hay là vô thường? Mình có nghĩ cái đó không? Nghĩa là sau khi mình thành Phật rồi, lúc đó thường hay là vô thường, thì chắc là ai nấy cũng đều nói thường. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài trả lời dứt khoát rằng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nó không có hai cái nghĩa đó. Nó là nó không có cái nghĩa thường và vô thường, cho nên nó không phải thường, không phải vô thường. Tại sao không phải? Vì cả hai cái đó đều có lỗi hết. Bây giờ nó nói lỗi. Nếu thường thì có lỗi làm chủ, thường ấy tất cả mọi đạo nói tác giả vì không có chỗ tác, thế nên Như Lai thường phi thường, chẳng phải tác thường vì có lỗi. Đó. Trường hợp thứ nhất là nếu mà nói là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường á, thì người ta sẽ hiểu lầm như một số ngoại đạo họ cho rằng có một cái đấng tối cao tạo ra tất cả sự vật và chúng sanh. Ví dụ như nói là tạo hóa tạo ra muôn vật, muôn vật bị tạo thì vô thường, rồi đánh tạo quá đó là thường. Như vậy thì nếu Phật nói cái Như Lai chánh giác này là thường á, thì ngoại đạo họ sẽ hiểu lầm. Như vậy thì giống như cái chủ trương của họ là có một đánh tạo quá, tác giả này tức là tạo quá, tạo ra tất cả pháp, mà đánh tạo quá đó là thường, thì cái Như Lai này cũng thường, thì hai bên không khác. Vì vậy cho nên bị cái lỗi tác giả là vậy. Đó, đó là có lỗi. Nếu Như Lai vô thường, có lỗi tác vô thường, sở tướng ấm tướng thì không tánh, ấm hoại nên đã đoạn mà Như Lai chẳng phải đoạn. Nếu mà nói Như Lai vô thường á, thì có cái lỗi tác vô thường, tức là cái lỗi là Như Lai đó là do tạo tác, mà tạo tác cho nên vô thường. Cũng như thân ngũ ấm của mình, thân ngũ ấm của mình thì sao? Thì cái tướng nó là vô thường, cho nên thân ngũ ấm nó hoại, thì cái Như Lai đó cũng phải hoại. Vì Như Lai là vô thường, là tạo tác, thì cái ngũ ấm này là tạo tác, cho nên ngũ ấm vô thường. Ngũ ấm hoại thì Như Lai cũng phải dứt, cho nên nó ấm hoại nên đoạn, mà Như Lai chẳng phải đoạn. Như Lai đây là chỉ cho cái tánh giác, nghĩa là thân này nó hoại mà tánh giác nó không có dứt. Nếu thường thì rơi vào lỗi tác giả, như ngoại đạo chấp thành nhã nói là năng tác. Như Lai giác tánh không phải sở sanh của sanh nhân, mà là sở liễu của liễu nhân, vì không có sở, không có chỗ tác, chẳng phải thường, chẳng phải tác thường. Cái câu này nghe nó khó hiểu, nói rằng Như Lai giác tánh không phải sở sanh của sanh nhân, mà là sở liễu của liễu nhân. Sở sanh của sanh nhân tức là cái tánh Như Lai không phải là cái nhân sanh ra muôn vật. Sở sanh của sanh nhân tức là cái nhân sanh ra của muôn vật, mà là cái sở liễu của liễu nhân. Sở liễu tức là cái bị mình rõ biết
của cái liễu nhân, không phải là cái bị sanh của thanh nhân, mà nó là cái bị biết, bị rõ biết của liễu nhân. Tại sao? Bởi vì nếu là cái sở sanh của thanh nhân thì tức là có sanh, tức nó phải có diệt, tức là mình sanh ra được các pháp vô thường, thì các pháp vô thường thì cái sở sanh cũng là vô thường, cũng như cha sanh con, cha chết thì con cũng chết, hay ngược lại con chết thì cha cũng phải chết, vì cái đó là cái nhân sanh ra với cái quả nó theo nhau. Còn cái này Như Lai là sở liễu của liễu nhân, là bởi vì Như Lai đây chỉ cho cái tánh giác của mình, mà cái tánh giác của mình do bị mê lầm cho nên vọng tưởng nó che phủ. Bây giờ đây dẹp được, buông được vọng tưởng, nó được trống vắng rồi. Khi vọng tưởng hết thì cái Như Lai hiện, cho nên nó là cái sở liễu, tức là được rõ ràng, cái chỗ rõ ràng thuộc về liễu nhân, vì không có tạo tác. Cho nên mình tu không phải mình làm ra tánh giác, mà mình tu là để dẹp phiền não, tánh giác hiện lên. Thì như vậy tánh giác hiện khi phiền não nó dứt, vì vậy mà nó là cái sở liễu của liễu nhân, chứ không phải là cái sở sanh của thanh nhân. Nhớ rõ chỗ đó. Bởi vì không sở sanh, không có chỗ tác, cho nên chẳng phải thường, chẳng phải tác thường, không phải cái tạo tác mà được còn mãi. Nếu vô thường thì rơi vào lỗi sở tác, nếu Như Lai là vô thường thì tức là bị cái lỗi sở tác là do tạo tác ra. Đồng với tướng ấm, ấm thuộc về sở tác, tức là thanh ngũ ấm này, thì thanh ngũ ấm là cha mẹ sinh ra, cho nên thanh ngũ ấm này là vô thường, không tánh, tức là không có thực thể. Ấm hoại liền đoạn, mà Như Lai giác tánh chẳng đoạn, cho nên chẳng phải vô thường. Như vậy thì ở đây chỉ rõ Như Lai không phải là thường, không phải là vô thường. Nếu nói thường thì mắc một cái lỗi là Như Lai là tác giả, nói vô thường thì Như Lai là cái bị tạo tác, thì như vậy nó đều là bệnh hết. Đại huệ, tất cả sở tác đều vô thường, như bình, y vân vân, tất cả đều là lỗi vô thường. Thì nhất thiết trí đầy đủ phương tiện in vô nghĩa, vì cho là sở tác. Nếu nói cái tánh giác đó là cái tạo tác ra, tạo tác mà được hay là tu hành mà được, thì nếu tu hành mà được thì đó là cái sở tác. Mà nếu sở tác thì nó phải vô thường, giống như cái bình do mình làm ra cho nên có ngày nó phải bể, giống như cái y do mình mai, cắt mai cho nên có ngày phải rách, vân vân. Tất cả đều là cái lỗi vô thường. Mà nếu vô thường thì nhất thiết chí trí của Phật đầy đủ mọi phương tiện ưng là vô nghĩa, vì nó là vô thường, nó là quả diệt. Cho nên nó là nhất thiết trí trí của Phật, nhất thiết trí đầy đủ phương tiện mà nó không có mất, cho nên nó không phải là vô thường. Nếu nói là vô thường thì nó là vô nghĩa, vì nó là cái sở tác. Thế thì tất cả sở tác đều in là Như Lai. Nếu mà nói rằng Như Lai là cái sở tác thì cái gì tạo tác ra đều là Phật hết sao? Vì không nhân tánh sai biệt, thế nên đại huệ Như Lai phi thường phi vô thường. Vì không nhân tánh sai biệt là bởi vì chúng ta tu là để gọi là xứng tánh mà khởi tu, thì cái bản tánh nó không sanh diệt, cho nên mình tu là tùy theo cái duyên để mà gạn lọc phiền não, gạn lọc hết trần, thì tánh nó hiện ra. Bởi vậy cho nên nó không có cái nhân tánh sai biệt. Cái nhân tu và cái thể tánh, hai cái nó không khác nhau. Thế nên đại huệ Như Lai phi thường phi vô thường. Đó là lần kết thúc giải thích. Đoạn trên nói sở tác vô thường, nghĩa là phàm có sở tác phải đều vô thường, đồng với bình, y vân vân. Như Lai cũng có sở tác mà chẳng phải vô thường,
Bởi vì mình nói mình tu thì dường như có cái sở tác, nhưng mà không phải vô thường. Do không nhân tánh sai biệt, nghĩa là Như Lai đã tu phước trí đều thuận tánh khởi dụng, không có nhân duyên chẳng đồng sở tác, nghĩa là y cứ theo thể tánh mà khởi ra diệu dụng, chứ không phải có cái nhân ở khác bên ngoài khác biệt để mà tạo thành cái Như Lai. Vì vậy mà nó không phải là cái chỗ sở tác, không đồng cái sở tác. Ơn hai, chỉ tánh giác trí vô giác thường bài hiện. Lại nữa, đại vệ Như Lai chẳng phải như hư không thường. Như hư không thường thì mắc lỗi tự giác tánh trí đầy đủ phương tiện thành vô nghĩa. Nà, ở đây Đức Phật thường hay dùng cái hư không để ví dụ cho cái tánh giác nó không có bị hoại, không bị mất giống như hư không. Nhưng mà nếu tánh giác là hư không á, như hư không á, thì bị một cái lỗi. Bị cái lỗi gì? Bởi vì hư không á, thì nó là rỗng không, là vô nghĩa. Tức là nó rỗng không, không có gì, gọi nó là hư không. Mà cái giác, tự giác tánh trí thì đầy đủ phương tiện. Mà nếu mà tự giác tánh trí đầy đủ phương tiện mà nói rằng như hư không á, thì cái tự giác tánh trí một khác, chung chẳng chung, thường vô thường đều lỗi, nên không thể nói vì thế Như Lai phi thường. Tức là nói rằng hư không thì nó không phải là thường, nó vô thường hay là một nó khác gì hết. Nhưng mà hư không với cái tánh giác nó không phải như nhau. Đó. Lại nữa, cái phi thường của Như Lai khác với cái phi thường của hư không. Đó. Lại nữa, đại huệ, nếu Như Lai vô sanh thường như sừng thỏ, sừng ngựa vân vân, cho vô sanh thường thì phương tiện vô nghĩa. Bởi vô sanh thường là có lỗi nên Như Lai phi thường. Ở đây nói rằng vô sanh thường, bởi vì nói sừng thỏ, sừng ngựa nó là vô sanh. Khi nói tới sừng thỏ, sừng ngựa là nó có không? Nó không, bởi không có cho nên nó là vô sanh, nó không có sanh. Mà như tánh giác của Như Lai, nếu nó như sừng thỏ, sừng ngựa thì sao? Vì sừng thỏ, sừng ngựa không bao giờ có, phải không? Mà tánh giác có hay không? Nghĩa là tùy dùng phương tiện tu hành liền thấy, liền được, cho nên đâu phải là không, hoàn toàn không. Cho nên nếu mà Như Lai vô sanh thường như sừng thỏ, sừng ngựa thì vô sanh thường thì phương tiện vô nghĩa, tức phương tiện tu hành đã thành vô nghĩa, vì nó đã là không, bây giờ tìm mấy cũng là không. Đó. Như sừng thỏ và ai dùng phương tiện gì tìm cho ra, tìm được không? À, mà tánh giác thì khéo dùng phương tiện dứt trừ phiền não thì nó hiện, cho nên nó không phải như sừng thỏ, sừng ngựa vô sanh thường. À, bởi vậy cho nên nói bởi vô sanh thường là có lỗi nên Như Lai phi thường. À, lại nữa đại huệ, còn có các việc khác biết Như Lai thường. Vì cái sao? Vì đã được trí vô gián thường nên Như Lai thường. À, đó là để giảm tập cho chúng ta không mắc kẹt bởi hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất là hư không, bởi vì thường mắc tánh giác nó không có cái tướng mạo, cho nên dụ như hư không. Mà nếu như hư không thì tánh giác trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên cái dụ đó là không có phải thực, mình đừng chấp. Cái thứ hai nữa là sừng thỏ sừng ngựa là vô sanh, là nghe nó tánh giác là vô sanh, mình tưởng như sừng thỏ sừng ngựa thì nó cũng sai. Vì sừng thỏ sừng ngựa vô sanh là không có bao giờ có, còn cái tánh giác khéo tu thì hiện, cho nên nó không phải là vô sanh như sừng thỏ. Vì vậy mà nó phi thường. Nhưng mà cái tánh giác này á, nó lại có việc khác biết Như Lai thường, tức là biết tánh giác thường. Cái việc khác là việc gì? Vì đã được trí vô gián thường nên Như Lai thường. Tức là khi chúng ta tu, chúng ta giác ngộ, thì khi giác ngộ rồi thực được cái trí vô gián. Vô gián tức là hàng, là thường, không có bị gián cách, không có bị vắng thiếu lúc nào hết.
Cho nên vì vậy mà biết Như Lai là thường. Đây giải thích, đây nói Như Lai phi thường chẳng như hư không, bởi hư không thường, lìa thường, vô thường, một khác chung chẳng chung vân vân. Bốn câu thường bị lỗi vô thường, xong Như Lai tuy bị lỗi vô thường mà chẳng như hư không, vì có tự giác thánh trí sự, tức là có cái sự tự giác thánh trí. Như Lai phi thường chẳng phải chẳng như tình thở, do tình thở có lỗi vô thâm thường. Nghe tình thở thì nó là vô thâm, thường là vô thâm chứ không có bao giờ có. Xong Như Lai không bị lỗi vô thâm thường nên tình chẳng như tình thở, vì có phương tiện nhận được. Thì tình thở gọi là vô thâm thường, còn Như Lai này là vô thâm mà không phải thường vô thâm như tình thở, vì có khi mình ứng dụng tu liền nhận ra được, cho nên nó không phải là mãi mãi là vô sanh mà nó là có. Cho nên biết Như Lai sở tác chẳng đồng các vật, Như Lai vô tác chẳng đồng hư không sinh thở. Đứng về mặt sở tác, tức là đứng về mặt tu chính, thì Như Lai có sở tác mà không đồng các vật. Đứng về mặt vô tác, tức là thể tánh, thể tánh bất sanh bất diệt thì không đồng với hư không, không đồng với sinh thở. Ở giữa hai bên kia mà được ký Như Lai vô gián thanh tịnh nên nói Như Lai thường. Ở giữa hai bên thường và vô thường đó mà Như Lai được ký vô gián thanh tịnh nên nói Như Lai là thường. Như Lai từng ở trên hội Niết Bàn khi nói thường lạc ngã tịnh đều vì lìa lỗi hiện bàn, tức là lìa lỗi thường vô thường ở trên mà hiện bàn thường lạc ngã tịnh. Ba đời Như Lai vô thượng pháp ấn không có hai chỉ thú, tức là chư Phật ba đời cái pháp ấn vô thượng đều là giống hệt nhau không có khác. Thứ ba, chỉ Như Lai tánh thường bình đẳng đại huệ, hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời pháp quyết định trụ thanh văn duyên giác, chư Phật Như Lai vô gián trụ, chẳng trụ hư không cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu. Nói rằng về cái tánh giác thì dù có Phật ra đời hay không Phật ra đời, tánh giác nó cũng hẳn như vậy, nó không có mất. Cho nên nói rằng thanh văn duyên giác chư Phật Như Lai vô gián trụ, tức là an trụ cái chỗ không có gián cách, tức là không có bị vắng thiếu, chẳng trụ hư không mà cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu. Nó không phải giống như hư không mà không phải là cái chỗ của kẻ ngu phu hiểu được. Đại huệ Như Lai đã được trí là do Bát Nhã Quân, chẳng phải tâm ý thức các ấm giới nhập xứ quân. Cái trí Như Lai mà nó hiện tiền đó là do Bát Nhã Quân chứ không phải là do tâm ý thức quân, ấm xứ giới nhập quân. Thì cái trí Bát Nhã Quân nó khác với cái tâm ý thức các ấm giới nhập quân thế nào. Như mình bây giờ hàng ngày mình quân tập, rồi quân tập cái gì? Quân tập có, không, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, thiện, ác, vân vân. Quân tập theo cái đối đãi cả hai bên, tức là cái tướng sanh, tướng diệt, tướng tốt, tướng xấu, tất cả những cái giả tướng đó mình quân tập mãi. Bởi vậy cho nên cái quân tập đó nó trở thành ra đối đãi. Còn cái quân tập của trí Bát Nhã là do thấy có pháp không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên tâm nó không dính, không mắc với ngoại cảnh. Do không dính, không mắc ngoại cảnh mà cái tánh giác nó hiện ra, cho nên nói rằng Bát Nhã quân chứ không phải là ý thức. Tâm ý thức các ấm giới nhập xứ quân. Đại huệ, tất cả ba cõi đều là vọng tưởng chẳng thật sanh, Như Lai chẳng từ tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Bây giờ Phật nói rằng ba cõi là do cái vọng tưởng chẳng thật sanh, còn về cái tánh giác á, thì không phải từ cái tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Tức là như bây giờ chúng ta nói ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là ba cõi.
Bây giờ nói cõi cao nhất á, là cõi sắc, vô sắc giới. Rồi vô sắc giới do mình tưởng cái gì, tu cái gì mà được. Do quá không, phải không? Không có biên khứ đó. Mình quán thân mình trống rỗng, quán cảnh trống rỗng, quán tới bao giờ thấy cái trống rỗng nó khắp hết tất cả đều trống rỗng thì gọi đó là không vô biên xứ. Như vậy thì được sanh vào không vô biên xứ từ cái gì mà ra? Từ cái quán tưởng mà ra, phải không? Mà quán tưởng tức là do tưởng mà sanh nè. Rồi thức vô biên xứ cũng vậy, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ cũng thuộc về quán hết. Đó là nói cái cõi vô vô sắc. Bây giờ cõi sắc giới thì từ cái gì mà ra? Thì từ mình tu thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà trong đó cũng là do tu quán tưởng mà tâm được thanh tịnh từ từ. Mà thanh tịnh tới đâu thì tâm vào cái cõi ấy. Ví dụ sơ thiền thì tâm được sơ thiền thiên là sắc giới. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là trong cái tứ thiền đó đều là do cái quán tướng thanh tịnh mà được. Như vậy thì cũng là do tâm tưởng mà sanh. Còn như mình bây giờ đương ở đâu? Đương ở cõi nào? Thì dục giới, mà dục giới có hai. Dục giới của các cõi trời dục giới, còn dục giới của cõi mình á, mình đó là cái dục giới thấp. Mà như vậy thì mình sanh ở trong cõi này do cái tưởng gì sanh? Do cái tưởng ái mà sanh. Bởi vậy nên cõi dục thì do ái mà sanh, mà ái thì từ ra cái tưởng là sanh tham ái. Vì vậy mà tất cả tam giới đều do tưởng mà sanh, tức là cái tưởng hy vọng mà sanh. Mà cái tưởng thì có thật không? Nó không thật. Mà tưởng không thật thì tam giới thật được không? Tam giới là do tưởng mà sanh. Mà tưởng không thật thì tam giới có thật được không? Nó không thật. Còn cái Như Lai tức là tánh giác, nó không phải từ cái tưởng hư vọng mà sanh. Bởi vậy cho nên Như Lai không phải là hư dối, không phải là vô thường. Bởi vì chúng ta dẹp hết cái tưởng để cho tâm thanh tịnh hiển bài như tánh Như Lai, thì như vậy Như Lai đâu từ vọng tưởng mà sanh. Đại huệ do hai pháp nên có thường vô thường, chẳng phải chẳng hai, chẳng hai là lặng lẽ, vì tất cả pháp không hai tướng sanh. Bởi có thấy hai pháp là thường là vô thường, mà đã thấy có hai pháp thì tâm mình nó bị rối rắm, nó bị tưởng phân biệt. Còn nếu khi không thấy có hai á thì tâm mình được lặng lẽ, vì không có hai tướng cho nên tâm mình nó không có dế động. Bây giờ thử hỏi mình dế nghĩ dế động bằng cách tìm cái gì mà không hai tướng, mình tìm được không? Nghĩ nói một cái gì không mắc kẹt hai bên, nghĩ thấy cái gì mà không mắc kẹt hai bên, được không? Như vậy thì các hai bên đó là cái nhân của phân biệt vọng tưởng. Mà nếu dứt được cái hai bên thì tâm mình nó lặng lẽ, đơn giản quá chừng, phải không? Bây giờ nếu mà không có thuộc về hai bên thì tâm mình có yên không? Thì bây giờ giả sử chúng ta nghe ai nói, mà nghe ai nói mà mình không có nghĩ gì khen, nghĩ gì chê, nghĩ gì hết, thì họ nói thì họ nói, có dính gì với mình đó. Còn nếu nghe người ta nói thì mình liền khởi nghĩ, nói đó là khen mình hay là chê mình, nói đó có tính cách là muốn nói xấu mình hay nói xấu mình, vân vân, thì tâm mình nó rối loạn. Rồi thấy sự vật cũng vậy, thấy cái này khen đẹp, thấy cái kia chê xấu thì tâm mình nó sanh yêu ghét. Như vậy thì cho tới tất cả thấy
đây là nam, kia là nữ, khác giống này kia, thì tâm nó điên đảo không ra. Chứ còn nếu mà mình thấy, không có thấy hai, tất cả đều là không có thực thể, thì tâm mình nó có giới động không? Mà tâm không giới động tức là lặng lẽ, mà lặng lẽ thì trở về Như Lai. Thì đơn giản vậy. Cho nên thấy hai thì các tướng nó khởi, còn không thấy hai thì tâm nó lặng lẽ. Đó là cái tu nó thực là đơn giản. Mà chúng ta đã quen bị cái bệnh hai rồi, cho nên bây giờ muốn buông nó thật là khó. Đây giải thích: đây thẳng bài Như Lai vô giác thánh trí, tam thừa đều bình đẳng, có Phật hay không Phật, bản giác vẫn thường trụ, chẳng trụ hư không, chẳng đồng giác tưởng. Vì hư không là không, vì tưởng chẳng thật. Cái tánh giác nó không thuộc về hư không, không thuộc về giác tưởng. Vì tưởng là hư vọng, hư không là rỗng không. Còn tánh giác không phải là không, mà cũng không phải là vọng. Nếu hay nơi đây sáng ngộ, liền chuyển Phật khí hư nghị từ vô thủy làm vô gián bát nhã. Nếu ngay nơi đó mà mình sáng được, mình ngộ được ấy, thì mình chuyển được cái tập khí hư nghị từ hồi nào đến giờ đó, nó trở thành cái bát nhã vô gián, tức là cái khí bát nhã thường hằng. Cho nên thường mình thấy trong kinh hay nói Phật ấy, có cái chữ mà vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng chánh giác. Chứ đẳng là liên tục. Đẳng là thường thường mình nói đẳng là đồng, nhưng mà đó là chỉ cho liên tục, giác liên tục, không có bị gián cắt. Cho nên dùng cái chữ đẳng. Thì như vậy ở đây, nếu mà chúng ta nghĩa là biết rõ được thì cái chỗ chân thật của tánh giác, nó không phải như hư không, nó không đồng với giác tưởng, thì chúng ta ngộ được tánh giác đó. Mà ngộ được tánh giác đó thì mọi cái tập khí hư ngụy từ hồi nào đến giờ nó liền chuyển trở thành trí bát nhã. Tất cả tâm ý ý thức, các ấm nhập giới thuần một tịch tỉnh, cứu cánh chẳng hai. Nó khi mà ngộ được đó rồi thì tâm nè, ý nè, ý thức rồi ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, lúc đó hoàn toàn tịch tỉnh, cứu cánh không hai. Chỉ kẻ ngu chẳng giác, khắp thể toàn vọng, mê Như Lai vô giác thánh trí, làm tâm ý ý thức lưu chuyển trong ba cõi, đồng với quyển quá, nên nói từ tưởng chẳng thật sanh. Chỉ kẻ ngu, ngu là những kẻ mê như chúng ta đó, không có giác được cái tánh giác, cho nên khắp thể toàn vọng, tức là tất cả đều là vọng, rồi quên cái Như Lai vô giác thánh trí, lại cho cái tâm, tức là tàn thức, ý là cái ý căn, rồi ý thức theo đó mà lưu chuyển trong ba cõi. Mà đã là lưu chuyển trong ba cõi, từ tâm ý ý thức quân tập, cho nên nó đồng với quyển quá. Vì vậy mà nói rằng từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Tóm lại, pháp thể không hai, mê thì có thường vô thường, vẫn thấy dường như hai, giác thì vẫn kiến chống mất, chỉ một tịch tỉnh. Khi mê thì mình thấy có hai, còn khi mình giác thì tất cả cái hai đó nó mất, chỉ còn một tịch tỉnh. Song mê cùng giác xưa nay có đủ, đều có nghĩa quân. Giác là do bát nhã quân, còn mê thì do gì quân? Tâm ý ý thức ấm giới nhập xứ quân, phải không? Đều có cái nghĩa quân. Quân đó tức là quân tu đó, còn cái kia thì quân tập, để nó thành ra mê vọng. Kinh Viên Giác nói tất cả chúng sanh đồng chứng viên giác. Kinh Pháp Hoa nói Phật chuẩn từ duyên, có chỗ khác thêm chữ là từ duyên sanh, tức là cái hạt giống Phật từ duyên sanh. Tại sao từ duyên sanh? Tức là hạt giống Phật đã sẵn, nhưng mà nhờ cái bát nhã quân cho nên nó mới hiện. Vì vậy mà nói từ duyên, duyên sanh. Mới tin bát nhã thánh trí, trọn chẳng mai một,
không ai một, tức là không có chìm mất ha. Thời tiết nếu đến thì lý ấy tự bài. Nếu mà mình tu hành cái khi mà cái thời tiết viên mãn rồi thì cái thánh trí của mình nó tự hiện chứ không có mất ở đâu. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường phi vô thường đại huệ cho đến ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường, phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngu phu, chẳng có huệ tịch tỉnh, hàng lìa sự quân của thường vô thường phi thường vô thường. Ở đây Đức Phật nói rằng cái thể tánh giác của chư Phật ấy, thì nó phi thường phi vô thường cho tới ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường. Bây giờ chúng ta có phát ngôn ra thì trước cái khi phát ngôn là có cái gì? Có cái phân biệt, tức là vọng tưởng phân biệt. Từ vọng tưởng phân biệt tưởng phát ra ngôn ngữ, mà vọng tưởng phân biệt phát ra ngôn ngữ thì nó theo một thể hay là hai bên. Vừa có phân biệt để thuyết nói ra thì đều là hai bên. Bởi vậy cho nên vọng tưởng phân biệt là hai bên, ngôn thuyết là hai bên đó. Bởi vậy cho nên hai cái đó đó nó đều không có phải là cái chân thật. Nó mắc kẹt ở trong cái lỗi thường vô thường đó. Phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngu phu, chẳng có vệ tịch tỉnh. Nếu mà cái phân biệt giác, phân biệt giác tức là cái vọng thức phân biệt của mình, chỉ giác hay tức là thức á, cái vọng giác phân biệt của mình mà nó dứt rồi thì lìa kiến chấp thường vô thường hai bên của những người ngu phu, không có cái trí huệ tịch tỉnh. Như vậy thì hàng lìa sự quân của thường vô thường phi vô thường, tức là lìa cái quân tập hai bên ha. Giải thích: tất cả chúng sanh chẳng thành vô thượng chánh giác, xét tột mà nói chẳng ngoài ngôn thuyết phân biệt hai thứ lỗi lầm. Do phân biệt mà khởi ngôn thuyết, lại nghe ngôn thuyết mà sanh phân biệt, chỗ nương của ngôn thuyết là lỗi tại phân biệt. Ở đây cái lời giải của Ngài làm cho chúng ta thấy rất là rõ, nghĩa là do phân biệt khởi ngôn thuyết thì cái điều đó mình có nhận không, chấp nhận không? Rồi nghe ngôn thuyết sanh phân biệt đó. Thí dụ như ông A ông phê bình ông B, thì trước khi phê bình ông B là hay là dở thì trước đó thì ông khởi cái phân biệt, phải không? Phân biệt rồi kế cái phân biệt đó cái ông mới sanh ra ngôn thuyết phê bình là hay là dở. Thì khi mà ông phê bình hay dở đó là ngôn thuyết, rồi cái ông B sao? Nhân ngôn thuyết đó ông khởi ra phân biệt. Như vậy ông này chỉ trích mình hay là ông này khen ngợi mình, tán thán mình gì đó thì khởi phân biệt. Thì như vậy từ phân biệt sanh ngôn thuyết, rồi từ ngôn thuyết trả lại sanh phân biệt, cứ như vậy mà lẫn quẩn hoài đi ra không nổi. Mình bây giờ đưa mắc kẹt cái đó không? Tất cả đều mắc kẹt lẫn quẩn trong cái dòng mà phân biệt ngôn thuyết, rồi ngôn thuyết phân biệt, cứ như vậy đảo đi lộn lại, giống hệt như là con kiến bò trên miệng chén, cứ bò vòng đó mà ra không được. Cứ phân biệt thành ngôn thuyết rồi thành phân biệt, cứ nó qua nó lại nhau hoài cả đời không hết, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy hai người ba người ngồi lại thì sao? Thì khởi phân biệt nói, mà khi phân biệt nói thì nói cái gì? Nói là phải, là quấy, là hơn, là thua, là đẹp, là xấu, v.v. Rồi khi nói đó, rồi cái người kia khởi phân biệt nữa. Do đó mà cứ có cái sự chấp nê, hơn, thua, hờn, giận, buồn, thương, ghét, đủ thứ. Vì vậy mà đó là các cái dòng lẫn quẩn của mình á. Cho nên ở đây có cái câu mà Ngài giải thích cho mình thấy: cho nên phân biệt giác diệt thì hai kiến chấp chống lìa,
tức là cái giác này là thức á, cái thức phân biệt là nó diệt rồi, tức là phân biệt hai bên mà diệt rồi thì hai cái kiến chấp nó lìa, mà lìa thì không rơi vào ngu phu, mà ngu phu cái huệ chẳng tịch tỉnh thì mình bây giờ nếu diệt thì tức là được cái huệ tịch tỉnh, rồi không còn quân thường và vô thường nữa, cho nên ngu phu thì huệ chẳng tịch tỉnh, khởi quân tập thường vô thường. Còn nếu mình lìa được cái phân biệt giác rồi thì hai kiến chấp không có, thì hai kiến chấp không có nên không rơi vào ngu phu, vì cái huệ không có tịch tỉnh mà khởi quân tập thường vô thường. Ơ vốn tổng tượng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các duyên hạnh vô nghĩa, sanh lỗi thường vô thường, nếu không phân biệt giác, hằng lìa thường vô thường. Vốn câu này thì giải thích hết sức là rõ, tất cả duyên hạnh đều là vô nghĩa. Tại sao? Vì nó là cái không thật, và nó sanh ra lỗi thường và vô thường, tức là hai bên. Nếu mà không phân biệt giác, tức là không còn có cái phân biệt giác tưởng, thì hằng lìa được cái lỗi thường và vô thường của hai bên. Từ kia lập nên tâm, ác có các nghĩa tạp, đẳng quán tự tâm lượng, ngôn thuyết không thể được. Từ kia lập nên tâm, tức là từ cái phân biệt mà lập tâm hoặc là mê hoặc là giác, thì liền có cái nghĩa tạp nhạc. Mình chỉ có bình đẳng quán tự tâm hiện lượng của mình, thấy được, nhận được cái tự tâm hiện lượng của mình, thì mọi thuyết ngôn thuyết đều không thể tới trở ra được. Giải thích: duyên hạnh vô nghĩa là chẳng giác tự tâm hiện lượng thì không gốc có thể y cứ, hội quy về vô kịch, bên trong đã không nguồn thầm hợp thì bên ngoài ắt sanh lỗi phân biệt. Đây là lý do nơi hai bên. Nói rằng nếu mình không có giác được cái tánh giác mà gọi là tự tâm hiện lượng đó, thì mình không có cái gốc để mà y cứ. Bởi không gốc y cứ cho nên khi mà thấy mọi sự vật nó tới cái chỗ tiêu diệt thì mình nói chỗ cuối cùng nó là vô kịch. Mà nếu nó vô kịch tức là cái không tột, cái không tột là rỗng không, không có gì hết. Mà nếu thấy như vậy đó thì bên trong đã không, tức là như vậy thì tới chỗ tột cùng là không. Không thì không có cái chỗ để mà thầm hợp, tức là mình không có cái chỗ để trở về, thì bên ngoài ác sanh lỗi phân biệt, tức là trong không có chỗ trở về, tức là phải chạy ra bên ngoài, đuổi theo sự vật bên ngoài. Đây là lý do rơi hai bên đó. Thì cái chỗ này nếu nói cho kỹ để thấy rằng cái tu của chúng ta mà tổ thường bảo chúng ta phải tu cách làm sao, tức là kiến tánh đó. Kiến tánh tức là nhận ra cái bản tánh mình nó không phải là cái tướng thường vô thường mà nãy giờ nói, mà là cái tánh giác phi thường phi vô thường. Mình nhận ra được bản tánh mình ở trong rồi thì mình mới không có chạy theo cái cảnh duyên bên ngoài, mình mới thấy cảnh duyên bên ngoài là hư dối. Còn nếu mình không nhận được bản tánh ở trong á thì mình luôn luôn làm đuổi theo bên ngoài, có phải vậy không? Nghĩa là nếu mình không có nhận được mình có cái bản tánh chân thật, hay là nói theo nhà thiền là cái bản lai diện mục, thì mình luôn luôn chạy theo cảnh bên ngoài, nào tốt, nào xấu, nào hơn, nào thua, bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên muốn trở về được tánh giác thì trước mình phải nhận ra mình có cái chân thật. Từ nhận được cái chân thật đó rồi thì mình mới không có đuổi theo cái cảnh bên ngoài, vì vậy mà không có rơi hai bên. Nếu bỏ phân biệt giác được nguồn trên thì tự chứng bên trong chẳng rơi vào đoạn thường, song không y cứ nơi đây lập tâm. Nếu mình bỏ được cái vọng tưởng phân biệt, mình giác ngộ được cái nguồn trên thì tự chứng được bên trong có cái thể chân thật, thì không rơi vào cái hai cái lỗi đoạn và thường, nhưng mà cũng không
có ý cứ đó mà để lập thành cái tâm mê giác. Nơi đây mà lập tâm vẫn là mê giác đối đãi nhau, các nghĩa tạp giới, mà chẳng phải đẳng quán tâm lượng mình. Đẳng quán tâm lượng thì chỉ thầm hợp, nên chẳng phải ngôn thuyết đến. Nó đẳng quán là chỗ đó tự mình thầm nhận, thầm chứng, chứ không phải lời nói đến được. Đó là cái chỗ nói về tánh giác, nó không phải thường, không phải vô thường, đối đãi hai bên. Đọc tiếp. Đề bảy, chỉ cội gốc sanh diệt để hiển tàn thức tức Như Lai tàn, vốn không cấu nhiễm có năm. Cái đoạn này khó, chúng ta phải nhận định cho chính chắn thì mới thấy cái hay. Ơ một, Đại Huệ thỉnh hỏi: khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, quý xin Thế Tôn lại vì con nói ấm, giới, nhập, sanh diệt kia không có ngã thì cái gì sanh, cái gì diệt? Kẻ ngu phu y nơi sanh diệt chẳng giác khổ tận, chẳng biết niết bàn. Thì cái lời thỉnh cầu của Ngài Đại Huệ rất là rõ. Ngài xin Phật giải thích cho biết thân năm ấm này và thập nhị giới, thập bát giới, nhập thập nhị nhập, cái sanh, cái diệt của nó, tại sao nó nói là không có ngã? Mà đã không ngã thì cái gì sanh, cái gì diệt? Không ngã thì có cái gì đâu để là sanh, cái gì đâu để diệt? Nếu mà cái người ngu y nơi cái sanh diệt, mà bởi y nơi cái sanh cái diệt của các pháp đó, cho nên không có giác cái khổ hết. Khổ hết tức là không có giác ngộ được cái diệt khổ, rồi cũng chẳng biết niết bàn. Vậy thì yêu cầu Đức Phật Ngài chỉ cho coi lý do gì vô ngã mà năm ấm, thập bát giới, thập nhị nhập lại có sanh có diệt. Phật bảo lành thai lắng nghe sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: xin vâng Thọ giáo. Đây là cái lời nêu lên. Giải thích nhân đoạn trước phát minh Như Lai đã được phô giáng trí thường, đoạn này lại lấy sanh diệt chưa thỉnh, bởi vì chúng sanh chẳng đạt trên trí thường trụ, vọng thấy sanh diệt thật có lý do. Bởi vì mình chưa có đạt được cái trên trí thường trụ thì tự nhiên mình thấy có sanh có diệt là lý do chính đáng của mình rồi. Tánh ấm giới nhập vốn không tác giả mà sanh diệt rõ ràng. Năm ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, nó không có cái người tạo ra mà vẫn có sanh có diệt rõ ràng. Bởi do chẳng giác Như Lai tàn tánh, không có giác được cái tánh Như Lai tàn, toàn thể đổi thành tàn thức, cùng bãi thức thanh chung, khởi các căn thức vinh theo mại cảm. Cái đoạn này nói rằng bởi vì chúng ta không có giác ngộ được cái tánh Như Lai tàn, chúng ta có cái Như Lai tàn, có tánh Như Lai tàn đó mà mình không giác, cho nên mình biến thành ra tàn thức, là cái thức chứa định tất cả chủng tử thiện ác. Rồi bãi thức thanh chung, bãi thức thanh tức là thức thứ ba ấy là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, rồi năm thức trước nữa là bãi thức nó chung lại, rồi khởi các căn thức vinh theo ngoại cảm, tức là khởi ra nơi căn duyên theo trần thức phân biệt. Cho nên căn thức nó vinh theo ngoại cảm, mà đã có sanh diệt, tuy không có ngã mà có tàn thức, thì cái sanh diệt đó nó không có cái ngã nhưng mà có cái tàn thức. Bãi thức chẳng dứt, bởi có tàn thức chứa định cho nên bãi thức nó không dứt. Đây là chỗ dị thường không thể biết, Như Lai dạy bảo Bồ Tát thật là rành rõ, nên phải thích kỹ. Bởi vì trong các kinh Nguyên Thủy thì chỉ nói tới thức thứ sáu thôi, mà không nói thức thứ bảy, thức thứ tám. Mà nếu sáu thức thì nó có sáu căn, nhãn căn là sanh nhãn thức,
nhĩ căn sinh nhĩ thức, là tiễn thiệt thân ý. Ý căn thì có thể là não bộ của mình đó sanh ra cái ý thức phân biệt, nhưng mà sáu cái đó đều có cái chỗ tựa. Mà cái chỗ tựa là ví dụ như nhãn thức nó tựa vào nhãn căn, nếu nhãn căn hoại thì nhãn thức có thoát được không? À, không có thoát. Và không thoát thì nó đi đâu? Lúc nó không còn nó hết. À, nó tuy nó không thoát nhưng mà nó vẫn còn. Bởi vì sao? Vì nó tựa vào cái thức thứ bảy, rồi thức thứ bảy đó nó lại tựa vào cái thức thứ tám. Nghe thức thứ tám, tức là nó bám vào cái thức thứ bảy là từ thức thứ tám mà sanh, rồi nó bám vào cái kiến thành thức thứ tám cách làm ngã. Bởi vậy cho nên mấy cái thức kia khi mà ẩn ấy, thì nó nuôi vào cái thức thứ bảy, nhập vào cái thức thứ tám. Cho nên cái đoạn này mình thấy nói nó khác với các kinh Nguyên Thủy nhưng không có khác. Bởi vì trong các kinh A Hàm thì chúng ta thấy rõ ràng Phật nói 12 nhân duyên thì từ cái vô minh khởi hành, hành rồi có thức, thức cái mới đi tới danh sắc. Thì như vậy cái thức mà để vào danh sắc thì lúc đó cái thức đó nó đâu có tựa vào thánh, phải không? Tết vào có danh có sắc thì lúc đó mới có thánh. Như vậy thì cái phần thức đó là cái thức nào? Nếu tháo thức thì nó đâu có. Bởi vì tháo thức thì có tháo căn, mà khi chưa có tháo căn thì cái thức đó là thức gì? Thì tự nhiên là cái thức thứ tám nó mang cả cái chủng tử và mang cả bảy thức thân theo. Cho nên rồi nó tựa vào sắc thì về thức thì gọi là danh, rồi tất cả cái phần vật chất của cha mẹ gọi là sắc, nó tụ hội lại mới phát ra đủ có sáu căn, rồi sáu căn nó có sáu thức, phải không? Như vậy thì nó tàn ẩn trong cái thức thứ tám. Như vậy thì đi thọ sanh là cái thức thứ tám, thành ra nói thức đó là thức thứ tám. Mà thức thứ tám đi là do cái gì thúc đẩy nó đi? Do hành, phải không? À, hành, mà hành tức là nghiệp. Mà nghiệp là gì? Là chủng tử thiện ác nó chứa, phải không? Cũng như bây giờ nói ví dụ như có người nào đó ở ngoài chúng, ở A Thất riêng một mình, mà sáng ra đó, nếu người đó vừa nghỉ ở nhà làm cỏ chung quanh thất, rồi vừa nghỉ đi thăm huynh đệ ở A Thất nào đó, có hai cái nghỉ. Nhưng mà nếu sáng ra mở cửa mà cái nghỉ nào mạnh thì sao? Thì cái đó nó dẫn đi. Còn cái nghỉ nào nó yếu thì thật thua. Thì cũng như vậy, chúng ta có hai chủng tử thiện ác nó có sẵn trong này, mà nếu mà khi bỏ trong này cái chủng tử nào mạnh thì nó dẫn mình đi. Và lúc đó thì nó dẫn đi theo, cho nên gọi đó là hành. Hành nó mới đẩy cái thức đi tới thọ tánh, mà thức đó không phải là sáu thức, phải không? Cho nên mình nếu mà nói chỉ có sáu thức thì cái thức của 12 nhân duyên đó thuộc về thức nào? Không thể giải được đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng có cái tàn thức nó chứa chủng tử thiện ác, rồi nó nuôi cả bảy thức thân. Bởi vậy cho nên nó trong đó chứa định đủ. Vì vậy mà khi nó tựa vào thân rồi thì bảy thức thân hiện lên đó. Hiện lên rồi khi mà cái thân quả đi thì nó tụ về cái tàn thức, rồi nó theo nghiệp mà nó đẩy đi thọ sanh trong tâm nữa. Thì đó nó rõ ràng như vậy. Nên hiểu được cái lẽ này thì mới thấy tuy rằng nói kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa dường như khác mà nó không phải khác. Bởi vì đây là làm cho sáng tỏ. Bởi vì trước kia Phật nói, Phật không dám nói hết là vì sợ người ta làm cái thức thứ tám là cái tự ngã của ngoại đạo và la môn đó. Cho nên Phật không nói, Phật chỉ nói sáu thức thôi. Còn ở đây thì khi đi sâu vô thì muốn biết cho rõ, nếu chỉ có sáu thức thì cái thức nào dẫn mình đi thọ thanh? Vì sáu căn thanh là quả thì sáu căn quả, sáu căn quả thì đâu còn chỗ sáu thức tựa. Mà không còn chỗ tựa thì nó có đâu dẫn đi. Như vậy thì nó dẫn đi là vì nó có cái chỗ chứa
chứa là tàn thức. Mà bởi có chỗ chứa tàn thức đó, cho nên rồi nó dẫn đi, rồi đi tới đâu đó nó tựa vào thai, rồi cái thai cái đủ sáu căn thì liền có sáu thức theo. Nha. Như vậy thì nếu không có tàn thức thì cũng không có cái gì chứa chủng tử thiện ác nữa, phải không? Nếu chủng tử thiện ác, nếu mình làm rồi tới thì chết thì mấy thức nó mất hết rồi, thì lấy cái gì chứa thiện ác mà nó dẫn mình đi phải sanh đời sau ở cõi lành cõi dữ? Bởi có cái thức thứ tám là tàn thức, là chứa, bởi nó chứa cái chủng tử thiện ác, cho nên chủng tử nào mạnh thì nó dẫn mình đi tới cái cõi theo cái nghiệp của nó. Chủng tử thiện mạnh thì dẫn tới cõi lam, chủng tử ác mạnh thì dẫn tới cõi dữ, thì cái đó mới là có cái duyên sanh trong tam giới. Chứ nếu không có tàn thức thì cái gì dẫn do chứa nghiệp mà dẫn mình đi sanh trong tam giới? Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái tàn thức là cái chỗ tựa của bảy thức thanh. Vì vậy mà nói rằng đã có thanh diệt, tuy không có ngã mà có tàn thức. Thanh diệt không có ngã mà có tàn thức. Bảy thức chẳng dứt, bởi có tàn thức cho nên bảy thức kia nó không dứt. Đây là chỗ nhị thừa không thể biết, bởi vì Phật chưa nói nên các ngài chưa biết. Như Lai dạ bảo Bồ Tát thật là rành rõ nên phải xét kỹ. Như vậy thì ở đây Phật dạy các ngài Bồ Tát rành rẽ như vậy, chúng ta phải khéo biết, khéo nhận cho rõ. Ơ nay chỉ Như Lai tàn thanh tịnh không nhơ. Phật bảo đại huệ, Như Lai tàn là nhân thiện bất thiện hay khắp cởi tạo tác các cả, tất cả thú sanh thiếu như con hát biết thiện các thú lìa ngã ngã sở. Cái câu này nghe thì quý vị thấy có gì lạ không? Đó là Như Lai tàn. Như Lai tàn thiệt ra Như Lai tàn mà mình quên, tức là mê, biết thành ra tàn thức. Do đó mà cái nhân thiện, cái nhân bất thiện nó chứa chấp. Bởi nó chứa chấp nhân thiện bất thiện mà nó hay khởi tạo tác sanh các cõi, các thú và các cõi. Thí như con hát biến hiện các thú, là giống như con hát nó biến hiện ra các thú, tức là các cõi mà không có cái ngã ngã sở. Thì bây giờ tôi nói ví dụ ở trong cái hí trường hay trong rạp hát, khi mà đào két ra như cải lương hồi xưa chẳng hạn, thì khi mà mấy cái đào két hồi ở trong chưa vẽ mặt, chưa có đặt tên á, thì họ là những người thường, phải không? Khi vẽ mặt đặt tên họ, người này là vua, người kia là hoàng hậu, người nọ là tướng, người nọ là dân gì đó, rồi thì ra cái thì người nào làm theo cái trách nhiệm đấy, phải không? Vua thì lên ngai rồi đổ bàn đổ ghế rồi ra lệnh, còn quan thì cầm gương cầm kiếm mà bị giật giặc, còn dân thì bị sai bị khiếp. Như vậy thì trước nó không có cái mặt ngoài thế đó, ngôi vị thế đó, mà khi đặt ra cái lời ra cái thành ra có cái mỗi người có một ngôi vị khác nhau, rồi có mặt ngoài khác nhau. Nhưng mà khi mà mãn gia tuần rồi vô á, thì cái ngôi vị mặt ngoài nó còn không? Thì như vậy thì cái ngôi vị mặt ngoài nó có cái thực thể hay không? Đâu có thực thể, cho nên không có ngã. Tuy hiện ra tất cả, bữa nay là làm tướng, rồi mai làm quan văn, mốt quan võ, bữa kia làm vua làm chúa gì đó, đủ thứ làm, mà rốt cuộc không có cái gì thiệt hết trơn, phải không? Mình ở đây cũng vậy đó, thì mình cũng chẳng hề chứ gì đó. Hồi làm cái này hồi làm cái kia, rốt cuộc thì mình cũng là mình thôi. Mấy cái chiếc đặt ra là trời chơi gì hết, nói gì thiệt hết, phải không? Vậy mà mình cứ làm chấp là thiệt. Ví dụ đặt cái ông này làm trưởng liêu, ông kia phó liêu gì đó, phải không? Đặt đó rồi thì ba tháng mãn thì đứa ông khác lên, thì cái ông trưởng phó nó cũng mất tiêu, có gì đó. Nhưng mà khi đặt ra trưởng liêu thì phải coi cái ngó, phải đầy ra. Thì như vậy đó là tạm đặt ra, chứ mình cũng là mình thôi. Còn cái tạm đặt nó không có thiệt gì, phải không?
rồi mình nói cái nhỏ là cái tổ chức riêng của thiền viện mình, rồi nói cái lớn là cái tổ chức của xã hội cũng vậy thôi. Nghĩa là ai đó được đưa lên làm chức gì lớn đó, thì lúc làm chức lớn thì phải có cái quyền. Rồi khi nào mãn chức đó được về hưu rồi thì sao? Cái quyền còn không? Rồi mình cũng chống gậy cũng chơi như thường dân như chơi cái gì hết. Thì như vậy ở đời không có cái thiệt giống như là con hát trong cái tuồng hát của con, mà mình cứ thấy nó thiệt. Nó không có ngã thì ngã trở. Hồi nãy là vua à, là vua học sinh mình là vua đó là ngã, ngay bàn mình ngồi đó là ngã trở, phải không? Nhưng mà giờ vô trong rồi, rửa mặt rửa mày rồi thì cái ngã vua và cái ngã trở ngay bàn nó còn không? Hay là ngồi dưới đất? Thì như vậy thì ngã nó sẽ đâu còn. Thì như vậy thì mới thấy rõ ràng ở trên thế gian này tất cả chúng ta thấy có sanh có diệt mà thực không có ngã ngã cả, nó chỉ là một cái giả tướng. Rồi nó giống như trong những tuồng hát, con hát ở trong những cái tuồng hát thì thôi, không có cái gì thiệt hết. Đó là tổng thống, có qua quyền đó mình cũng thích làm tổng thống. À, nghe ông kia làm thủ tướng có lương lớn mà cũng thích làm thủ tướng thì đấy hả? Thành ra cái ham thích đó thì chẳng qua là cái giả tạo một lúc chứ nó không có bền, nó không có thiệt. Mà con người mình thì là con người mình chứ nó không có danh, nó không có tướng như cái mình tưởng. Mà chính con người mình nó cũng không thiệt nữa, mà do cái thức thứ tám nó làm cái chủ để mà dẫn đi đó. Vì chẳng giác kia nên ba duyên hòa hợp phương tiện mà sanh. Nó bởi mình không giác được cái Như Lai tàng hay là tàng thức là cái chủ để mà tạo tác thân các thú, cho nên mình theo ba duyên tức là căn trần thức hòa hợp rồi sanh. À, ví dụ như con mắt là nhãn căn, rồi cái sắc ở ngoài là sắc trần, rồi sanh ra cái nhãn thức. Ba cái nó hợp nhau rồi cứ duyên theo, đuổi theo. À, nhãn thức thì đuổi theo sắc trần, rồi nhĩ thức thì đuổi theo thanh trần, cứ như vậy mà quay cuồng ở trong lục trần hay là ngũ trần chứ không có rời được. Vì từ vô thủy, vì cảnh giác kia nên ba duyên hòa hợp phương tiện mà sanh. Ngoại đạo cảnh giác chắc là tác giả. Vì ngoại đạo không biết được cái chỗ đó, cái tàn thức đó, cho nên nó nói có tác giả, tức là có người tạo. Vì từ vô thủy ác tập hư ngụy quân tập nên gọi là tàn thức. Bởi cái ác tập hư ngụy từ vô thủy mình gọi là tàn thức. Cái ác tập đó tức là cái tập sai lầm. Thành ra đây từ cái Như Lai tàn mà mình quên đi thì gọi đó là bất giác, phải không? Từ quên cái Như Lai tàn gọi là bất giác, cho nên nó biến thành tàn thức. Thì cái bất giác đó 12 như gọi là vô minh. Mà khi biến thành tàn thức rồi thì nó quên những chủng tử, thì chủng tử tức là hành là nghiệp, rồi từ chủng tử cho nên dẫn tàn thức thì thọ tâm. Thì như vậy thì mình thấy hết sức là rõ trong 12 nhân duyên thì vô minh là cái bất giác ban đầu, quên cái Như Lai tàn mà trải theo tàn thức. Rồi trải theo tàn thức rồi thì có tạo nghiệp, có quân nghiệp thiện ác, quân nghiệp thiện ác rồi thì theo cái nghiệp đó mà dẫn thức, thức thứ 8 tàn thức thì thọ sanh ở trong lục đạo luân hồi. Thì như vậy nó rõ ràng, nó không có gì là ngờ được hết. Sanh vô minh trụ địa cùng thất thức chung như thân biển sóng sanh mãi chẳng dứt. Cái vô minh trụ địa đó tức là cái bất giác ban đầu đó, rồi cùng bảy cái thức tức là bất giác ban đầu thành nó tàn thức, rồi cùng bảy cái thức nó chung như cái thân mình, rồi như giống như biển với sóng vậy đó. Nghĩa là từ biển là sanh ra sóng, rồi sóng lạnh trở về biển, cứ như vậy mà sanh mãi chẳng dứt. Lìa lỗi vô thường, lìa ngã luận thì tự tánh không nhơ, cứu cánh thanh tịnh. Nếu mà mình lìa được cái lỗi chấp thường vô thường hai bên, mình lìa cái lỗi chấp có ngã thì tự tánh không nhơ, tức là mình liền được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là sẽ trở thành ra cứu cánh thanh tịnh. Giải thích
Như Lai Tà là nhân thiện bất kệ, đây là yếu chỉ bí mật của ba đời Như Lai. Chính cùng vọng tưởng không tánh lẫn nhau phát minh. Vọng tưởng nó không thực thể mà từ phàm thức mà sinh. Như Lai Tàm đã là nhân thiện bất thiện, đây nó Như Lai Tàm tức là chỉ là tàm thức ấy, thì Như Lai Tàm cũng không có tánh, như con hát đóng các vai trò mà không có ngã ngã sở. Bởi vì các tàm thức nếu nó quyết định là thiện thì nó đâu có chứa chủng tử ác, phải không? Nếu nó quyết định là ác thì đâu có chứa chủng tử thiện, mà nó không có cái nhất định là thiện là ác, cho nên chủng tử thiện ác nó đều chứa. À, vì vậy mà nói rằng nó không có tự tánh. Nó không tự tánh tức là nó không có cái thể cố định là thế này, là thế kia. Bởi vậy cho nên nó chứa hết những chủng tử thiện ác. Bởi vậy mà rồi từ chứa chủng tử thiện ác đó, rồi nó mới dẫn đi sanh trong các cõi, giống như là các cái con hát đóng các vai trò mà không có cái gì là ta, là của ta hết. Nơi đây nếu giác thì tánh của không tánh, vì chiếu liễu nên thất thuyết chẳng sanh, đã có trí dụng phải đều bình đẳng. À, nơi đây nếu giác, tức là nơi đây nếu mình giác ngộ rằng cái tàn thức là cái chỗ chứa chủng tử thiện ác, nếu mà dứt cái chủng tử thiện ác thì trở lại cái Như Lai Tàm, tánh của không tánh, nó là cái tánh của không tánh, nó tức là cái thể của các pháp không có thực thể. À, vì chiếu liễu được cái chỗ đó thì cái thức thứ bảy nó không sanh. Thì mà thức thứ bảy không sanh thì đã có trí dụng, có trí dụng thì trí dụng nó là bình đẳng. Nơi đây nếu chẳng giác thì Như Lai Tàm đổi làm tàm thức, nên nói trụ địa vô minh. Nói là trụ địa vô minh tức là chỉ cho cái bất giác ban đầu đó. Vì vô minh bất giác nên vọng đạo thành nghiệp mà tâm kiến phần làm thất thuyết thân. À, bởi vì do bất giác mà rồi sanh tàn thức, rồi bắn vào cái tàn thức đó chấp làm ngã, đó là cái thức thứ bảy. Cho nên là bảy thuyết thân nó có thất thuyết thân này, tất cả phàm muôn ngoại đạo chấp làm ngã thể. À, mình chỉ biết có bảy cái đó chấp cho làm ngã, thì sáu cái kia thì nó chạy tới sáu tầng, cái thứ bảy là cái chỗ mà tụ hợp nó. Cho nên có thường kiến, do phi thường chấp là thường, phải rơi vào vô thường, thì tất cả bảy cái đó đều thuộc vô thường, mà tưởng nó là thường. Nếu bị thường, vô thường, ngã kiến thì tự tánh không nhơ, chiếu cánh thanh tịnh, tức là lìa cái ngã chấp, tức là chấp cái thức thứ bảy, hay là cái thức thứ bảy chấp cái kiến phần thức thứ tám là ngã, mà mình phá được cái ngã chấp đó thì cái tự tánh mình nó được tâm sạch, chiếu sáng thanh tịnh. Ba duyên là căn trần thức, thức này gồm chỉ các thức cũng do thách thức giấy khởi, đều thuộc kiến phần. Căn trần thuộc tướng phần, cũng chẳng rời kiến phần mà có hiện ra. Cho nên biết ba cõi trong ngoài thành nơi thách thức, thải do bất giác Như Lai Tàm. À, ba cõi ở trong là bảy thức, ở ngoài là cảnh sáu trần hay năm trần, đều từ cái bất giác Như Lai Tàm đó. À, bởi tàm tánh không tánh nên mới tùy duyên nhiễm tịnh thiện bất thiện thân, chẳng phải thật có chủng tử mà tất cả chủng tử đều y đó. Nên nói từ vô thủy tập thứ thì khí như nguyện, bởi vì nó không có cố định, giống như một cái kho. À, cái kho của mình á, bởi nó không có cố định cho nên rồi nó ai đem gì nó chứa nấy nè, phải không? Đem xăng dầu vô để thì nó chứa xăng dầu, đem xe vô để thì nó chứa xe, rồi nếu mà đem khoai ổ vô đó thì nó chứa khoai. Nghe là nó không cố định chứa cái gì, nó là một cái kho trống không có cố định, cho nên có đem cái gì thì nó chứa cái ấy. À, tàn thuyết cũng như vậy, nó không có cố định, nó có cái kho Như Lai Tàm mà nó không có cố định, cho nên rồi ai đem cái gì nó chứa cái ấy, mà chứa cái đó thành cái chủng tử. Mà những cái chứa đó, những cái đồ chứa trong kho đó, thì những cái món đồ đó nó bị đổi dời, đem ra đem vào khi có khi không, nhưng mà cái kho thì sao?
cái co thì nó thường hằng, phải không? Đối với các món đồ thì cái co là thường, mà các món đồ là vô thường. Thơ văn duyên phạm ngu y thức giải thoát chẳng thấy Như Lai tàn tánh, tức là người phạm ngu thì y thức thì cho là giải thoát chứ không thấy được cái tánh Như Lai tàn. Chữ ngu này không phải chỉ cho ngu mà như mình đây ngu là ngu to đại ngu á, còn cái ngu ở đây nói là ngu là nhị thừa, không thấy được cái tánh Như Lai tàn. Còn mình đây thì cái ngu miễn nói, miễn mặt, ngu quá chứ ngu. Kỳ như các thứ có thanh có diệt, ý thức vân vân, niệm niệm có thất thức, nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp các cảnh giới, các thứ hình xứ chấp trước danh tướng, chẳng giác sắc tướng tự tâm hiện ra, chẳng giác khổ lạc, chẳng đến giải thoát danh tướng các thứ có buộc, tham thanh rồi thanh tham, hoặc nhân hoặc thanh duyên, các họ căn kia diệt, thứ lớp chẳng tăng. Bởi vì nói rằng ngoài ra thì dư là ngoài ra có các thứ có thanh có diệt, có thanh có diệt đó là từ cái gì? Từ ý và ý thức vân vân. Do mỗi niệm nó đều có các thức thứ bảy, nhân vọng tưởng chẳng thật, rồi mình chấp các cảnh giới bên ngoài, các thứ hình xứ, hình tức là hình tướng, xứ là nơi chốn, chấp hình tướng, chấp chỗ nơi, chấp trước danh tướng, mà không có giác rằng cái sắc tướng đó hay là danh tướng đó là tự tâm mình hiện ra, rồi cũng không giác được cái khổ cái vui mà chẳng đến giải thoát. Danh tướng các thứ đó nó trói buộc mình, tham sanh rồi sanh tham, nghĩa là sao? Thì đây nó có hai nghĩa cả và sau. Chỉ tham sanh rồi sanh tham, thí dụ như bây giờ nói cái nghĩa cả là mình làm ăn cái gì đó, mình nghĩ làm ăn thì có nghĩ lợi lộc không? Nghĩ lợi lộc tức là hay tham cái thanh ra. Rồi khi mà làm được cái đó là có lợi lộc đúng như ý mình muốn, rồi mình có muốn làm nữa không? Nếu mà mình làm đi chuyến buôn này lời được 1 triệu thì chuẩn bị chuyến thứ hai, thứ hai là 1 triệu thì chuẩn bị chuyến thứ ba, kiếm như vậy. Mà ban đầu khởi cái tham rồi được cái tham đó, rồi sanh ra cái tham nữa, đó là nói cái nghĩa cạn. Nói cái nghĩa sâu á là mình có mặt ở đây á là từ tham ái mà có, phải không? Từ cái tham ái mà có mặt ở đây, cho nên ái là cái nhân thì sanh ra thân này, rồi thân này có ra rồi tham nữa, rồi cũng khởi thành tham ái nữa. Như vậy thì từ cái tham sanh sanh rồi cái sanh ra tham nữa, cứ như vậy mà liên truyền tiếp nối không dừng được đó. Vì vậy mà Phật nói cái khổ luân hồi là gì? Cái tiếp tục không có mất, từ cái này tiếp tới cái kia. Hoặc nhân hoặc phan duyên, tức là hoặc ngay cái nhân hoặc là cái phan duyên, tức là cái nắm bắt các họ căn kia diệt thứ lớp xanh. Các cái thọ căn tức là năm căn đó có cái cảm thọ khổ vui, mà nếu năm căn này diệt thì tất nhiên mình tìm nó năm căn khác, tức là thân này có cái thọ khổ thọ vui rồi thì cái thọ khổ thọ vui của thân này diệt thì mình lại tiếp tục thọ mang thân khác để thọ khổ thọ vui nữa. Như vậy thì nói rằng hoặc nhân hoặc thân duyên các thọ căn diệt thứ lớp chẳng sanh, thì như vậy cái thọ mà mình không diệt thì nó cứ tiếp tục sanh, còn nếu cái thọ mà diệt tức là thuộc về cái định gọi là diệt thọ tưởng, nghĩa là người nào tu được cái định đó thì nó không còn bị sanh nữa.
còn tự tâm vọng tưởng chẳng biết khổ vui, vào diệt thọ tưởng chánh thọ để tứ thiền. Tuy rằng được diệt cái thọ, tức là diệt thọ tưởng định, nhưng mà còn cái tự tâm vọng tưởng không biết khổ vui, tức là chưa có giác được cái thức thứ tám, tức là chưa có thấy được cái bất giác ban đầu, cho nên vào được cái diệt thọ tưởng, tức là thọ tưởng định, hoặc là được tứ thiền, ngang đó tưởng là cái chỗ giải thoát, mà sự thực là chưa có thấu được cái gốc. Cái gốc là tàn thức và như là tàn. Các thức chỉ là chỉ cho thức chủng thức mê như là tàn, chuyển thức tàn mà có thức thức thanh. Một lúc các thức chống hiện, niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì. Bởi vì cái thức nào nó phát ra đều có cái ý thức theo, mà ý thức theo đều có mang cái tính cách chấp ngã trong đó. Có phải vậy không? Mình suy nghĩ vấn đề gì đều có mang cái màu ngã của mình trong đó không? Cái đó là dễ thương, cái đó là khó thương, đều là có gì cái ngã mình, phải không? Cho nên rồi cái ý thức phân biệt đã có nhầm mang cái ngã theo trong đó, và cái ngã là cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là cái thức chấp ngã. Bởi vậy mà phá kiến chấp ngã là cách thật khó. Nghĩa là dừng được ý thức rồi mà phá được cái kiến chấp ngã thì càng sâu hơn nữa. Vì vậy mình nói niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì, do đó vọng tưởng chẳng thật, nhảy vọt chuyển thanh nhiếp thủ cảnh giới, chẳng rõ danh tướng trước mắt do tự tâm hiện. Bởi vậy cho nên thấy cảnh giới bên ngoài tưởng là thiệt, nhảy ra chấp danh chấp tướng, mà không biết rằng tất cả cảnh giới đó là từ tàn thức nó hiện ra, tức là tự tâm hiện. Lại y danh tướng sanh thọ khổ lạc, tham thanh sanh tham triền miên cảnh nhất, do thọ làm nhân, danh tướng làm duyên. Đó là trường hợp mê. Bây giờ trường hợp mà tu tỉnh, diệt thọ khổ lạc, tức là diệt tận định đó, thì danh tướng chẳng sanh. Tất cả vọng tưởng tạm được dừng nghỉ thành diệt tận định. Và tứ thiền, tức là xả tất cả danh tướng, cho nên được tứ thiền. Thiền, tứ thiền tức là xả niệm thanh tỉnh đó. Chẳng biết thọ vốn vô ngã, cái thọ vốn là vô ngã, thì sanh thọ, diệt thọ đều là hư vọng. Cái thọ nó không thiệt thì nó thanh là vọng, mà diệt nó cũng là dối thôi, cái gì, phải không? Bởi vậy cho nên cái thọ đã không thiệt mà mình nói là diệt được cái thọ là cái chỗ thiệt thì cũng không đúng. Bởi vậy cho nên nói vậy thừa được cái diệt thọ đứng định cho là niết bàn, cái đó không phải là thiệt. Đây là phàm phu nhàm lìa sanh diệt mà không có quán kỹ khởi diệt tận tưởng. Phàm phu này tức là chỉ cho vị thừa đó. Người khéo tu hành trên đế giải thoát, khởi tưởng giải thoát chẳng lìa, chẳng chuyển danh Như Lai tàn, thuyết tàn, thì thất thuyết lưu chuyển chẳng diệt. Nói là người tu hành mà muốn đi đến chỗ chân thật giải thoát á, chân đế giải thoát tức là chỗ chân thật giải thoát, thì phải khởi tưởng giải thoát mà chẳng lìa chẳng chuyển. Hai cái chẳng lìa chẳng chuyển, Như Lai tà thích tà, thì thất thuyết lưu chuyển chẳng diệt. Nên chưa lìa chưa chuyển được cái Như Lai tà với thích tà thì cái thất thuyết nó không bao giờ hết. Tại sao vậy? Bởi vì Như Lai tàn và thiết tàn, tôi thí dụ lại cho quý vị thấy, hồi mình cắt cái nhà kho, thì cắt cái nhà kho thì trong kho nó là trống rỗng, chỉ có cái nhà thôi. Nhưng mà khi mình đem đồ mình chứa trong kho rồi á, thì lúc đó mình nhớ nhà hay nhớ đồ? Lúc đó mình nhớ là trong kho mình có cái gì, mình nhớ những món đồ trong kho chứ ít có khi nào nhớ cái kho. Như vậy thì khi mà mình nhớ chủng tử
đã có chẩn tử chứa trong tàm thức rồi thì cái coi như là tàm thức quên, nó biến thành tàm thức. Mà chẩn tử thì tức là những cái thanh diệt, cũng như những món đồ để trong kho là những cái đổi dời, phải không? Lôi ra lôi vào thì liền chứ đâu có diễn con chó, nhưng mà cái kho nó đâu có lôi, phải không? Nhưng mà nhẽ có chứa đồ trong kho thì nhớ đồ mà không nhớ còn, có phải vậy không? Thì như vậy đồ là cái sinh diệt, mà kho là cái đối với đồ là tương đối là kho, nó không phải sinh diệt. Như vậy thì lúc đó chúng ta chỉ nhớ cái sinh diệt mà quên cái không sinh diệt. Mà nếu mình chưa phát triển được cái đó, chưa có biết rõ cái đó thì chưa phải là cái giác tận nguồn gốc, phải không? À, bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà người tu hành khéo biết được cái trên đế giải thoát ấy, thì sở tưởng giải thoát chẳng lìa, chẳng chuyển danh Như Lai tàn, thức tàn thì thấy thức lưu chuyển chẳng diệt. À, nên là cái đó mà không chuyển, không hiểu được thì không bao giờ hết cái ngã. Vì cớ sao? Vì chia nhân phan duyên các thức sanh. À, vì những cái thức từ hết thức sanh là do phan duyên ngoại cảm mà nó phát ra phát sanh, chẳng phải cảnh giới của thanh văn duyên giác tu hành chẳng giác vô ngã thì tự tướng cộng tướng nhiếp thọ sanh ấm giới nhập. Nếu mà mình không có giác được cái vô ngã tức là thấy được cái Như Lai tàn thì cộng tướng, tự tướng, cộng tướng là hai thứ nhiếp, năng nhiếp, sở nhiếp thọ sanh ra ấm giới nhập. Thấy Như Lai tàn thì ngũ pháp ba tự tán nhân pháp vô ngã ác diệt đó. Nếu thấy được cái Như Lai tàn thì năm pháp tức là danh tướng vọng tưởng chánh trí như năm cái đó nó diệt rồi, ba tánh là biến kế sở chấp y tha khởi diệt viên thành thật đó cũng mất, rồi hai cái nhân vô ngã và pháp vô ngã cũng diệt luôn đó. Bởi vì chỉ còn có Như Lai tàn, tất cả cái đó không thành. Giải thích nhị thừa được chan đế giải thoát riêng nơi tứ thiền, song do chẳng chuyển tàn thức làm Như Lai tàn thì thất thức chẳng diệt. Tuy là nói giải thoát mà chẳng diệt, nghĩa là thất thức cùng tàn thức làm nhân lại duyên tàn thức mà được sanh trụ, nên nói y kia trở lại duyên kia. Y kia tức là y nơi cái tàn thức để trở lại duyên cái kiến phần tàn thức làm ngã. Nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện ra, chẳng biết cảnh hiện duy tâm không có pháp tánh. Nhị thừa thì không có giác các pháp tự tâm hiện ra, bởi không biết cái hiện là tự tâm hiện, cho nên rồi không có cái pháp tánh, tức là không đạt được cái tánh rốt ráo của các pháp. Chỉ nơi ấm giới nhập pháp minh vô ngã lìa được nhiếp thủ, vẫn còn pháp tự tướng cộng tướng của ấm giới nhập. Đây tức là tập khí thất thức chẳng diệt. Bởi vì lúc đó là các ngài giết được cái nhân tạo ra cái ấm giới nhập của đời sau, tức là diệt họ tưởng định là không còn cái nhân để tạo nữa ấm đời sau. Như vậy thì gọi là được giải thoát, nhưng mà cái tập khí của thất thức nó chưa hết. Thức này cần chuyển tàn thức làm Như Lai tàn mới danh tướng vọng tưởng đương thể toàn không chánh trí như cũng là nói xuông. Vậy nếu danh tưởng danh tướng vọng tưởng nó không thì cái chánh trí ý như cũng là vô nghĩa. Thì như vậy đến đây mới gọi nhân pháp vô ngã. Chẳng giác vô ngã chính là nói chẳng giác pháp vô ngã. Nhị thừa chỉ chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Pháp vô ngã tức là chỉ các pháp không thiện từ nơi tàn thức hiện. Vì chẳng đạt Như Lai tàn tánh thì chẳng lìa tàn thức, chẳng lìa tàn thức thì thất thức ác chẳng diệt. Thất thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong tam giới mà cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác. Chỉ quán ấm giới nhập không chứng được chân đế
chẳng sanh ái thủ, đoạn được nhân tâm giới. Mà phần ngoại nhã, phần ngoại nhã thích thuyết diệt, mà phần nội nhã chẳng diệt, nên nói chẳng giác vô ngã. Như vậy thì cái phần ngoại ngã, tức là cái bảy thuyết đó, nó tạo nhân để thành có sanh tử kiếp sau nó diệt. Nhưng mà cái gốc ở trong nó chấp cái thuyết thứ tám là ngã, cái đó chưa diệt, cho nên cái phần nội ngã chẳng diệt. Đợt tiếp thôi. Vốn chỉ Như Lai tàn tự giác chống liệt sanh diệt, chẳng phải nhị thừa. Địa thứ lớp tương tự kiểm tiến, các kiến các ngoại đạo không thể làm khuynh đạo, ấy gọi là trụ Bồ Tát bất động địa. Được mười thứ tam muội đạo môn lạc, do tam muội giác gia trì, quán sát Phật pháp bất tư nghì, tự nguyện chẳng thọ tam muội môn lạc, và thực tế hướng đến giác thánh thú, chẳng chung chỗ tu hành với thanh văn duy giác và các ngoại đạo. Được mười chủng tánh hiện đạo hiền thánh, và thân trí ý sanh lìa tam muội hạnh. Thế nên đại huệ đại bồ tát muốn cầu thắng tiến, phải sạch Như Lai tàn và tên thức tàn. Thì đoạn này là Đức Phật ngài dạy, nghĩa là cái người tu mà muốn đạt đến từ sơ địa đến bát địa, rồi từ bát địa cho đến thập địa đến thành Phật, thì phải sao? Là phải khéo đừng có trụ cái trong cái tam muội lạc, tam muội môn lạc, tức là đừng có thích trụ trong cái vui tam muội, mà phải tự nguyện không có thọ cái vui trong tam muội đó, không có trụ ở chỗ thực tế đó, mà luôn luôn hướng đến cái tự giác thánh thú, tức là cái tánh giác thành Phật. Bởi vậy cho nên nó không có đồng với thanh văn duyên giác. Bởi vậy cho nên các ngài đầy đủ mười chủng tánh, mười chủng tánh tức là từ sơ địa đến thập địa đó, và được thanh trí, rồi được cái thanh ý sanh lìa tham muội hạnh, tức là lìa cái hạnh trong chánh định. Thế nên đại huệ bồ tát muốn cầu thắng tiến, tức là cầu tiến lên thành Phật ấy, thì phải sạch Như Lai tàn và tên thuyết tàn, tức là chuyển cái tên thuyết tàn trở thành Như Lai tàn trong sạch, thì đó mới là thành Phật. Giải thích nương lên nói thấy Như Lai tàn diệt thuyết thất thuyết thân, thì hai tùy địa thứ lớp chuyển tiến chẳng bị ngoại đạo làm dao động, hay chính là đệ bát bất động địa, nên nói trước bất, đây là cái câu trong Duy Thức Học, bất động địa tiền tài xả thức, tức là trước cái bất động địa vừa xả thức, tức là tới thức thứ tới cái địa thứ tám của Bồ Tát mới xả được cái thức tàn. Xả thức, xả tàn thức thì chánh thọ hiện tiền. Khi mà xả được cái tàn thức thì cái chánh định nó hiện tiền, cho được Như Lai tự giác làm giác gia trì, tức là do cái tánh giác sẵn của mình đó giúp đỡ, nên phát bi nguyện, nên hay chẳng thọ tam muội môn lạc và trụ thạch tế. Nên là bởi vì có cái tánh giác giúp đỡ cho mình, rồi mình khởi bi nguyện độ chúng sinh, cho nên không có an trụ trong cái vui tam muội và cái chỗ thạch tế. Thạch tế là gì? Là chân như thực tế. Trụ nơi chân như thực tế thì thấy không Phật có thể thành, không chúng sanh đáng độ, nên chẳng trụ thực tế, ý chí khởi dụng. Bởi vì nơi trụ nơi thực tế rồi thì thấy Phật chúng sanh đều là giả danh không thiệt, không có gì đáng, vì vậy mà nên không Phật thành để thành, không chúng sanh để độ, rồi cứ an trụ mãi trong đó. Vì vậy mà các ngài mới dùng trí khởi dụng để tiếp độ chúng sanh. Nên nói tự giác thánh thú chẳng chung chỗ tu hành với nhị thừa và các ngoại đạo. Mười hiền thánh chủng tánh tức là thập địa chủng tánh, nghĩa là từ thập địa cho đến Phật địa được ba thứ thân, lìa ta muội viên mãn bồ đề, vì không có trụ trong cái chánh định đó
chánh định mà mình gọi là niết bàn đó, cái gì thừa đó. Vì vậy mà mới viên mãn được bồ đề. Cho nên người muốn được thắng tiến phải chép rằng nơi Như Lai Tàng và tên Thích Tàng, phải rằng hai cái đó, cái nào là Thích Tàng, cái nào là Như Lai Tàng. Cái dẹp hết cái Thích Tàng, dẹp hết các cái chủng tử trong Thích Tàng thì chuyển thành Như Lai Tàng. Bởi vì Như Lai Tàng và Thích Tàng một thể hai tên mê ngộ khác vậy đó. Tôi vừa nãy tôi nói cái kho và đồ chứa trong kho, thì khi đồ để trong kho và cái kho dường như một, phải không? Nhưng mà nó hai tên, cái kho và đồ trong kho, phải không? Cái kho và đồ trong kho, nhưng mà khi đóng cửa lại thì cái đồ trong kho và cái kho là một hay là hai? Là một. À, như vậy thì thể nó là một mà tên nó là hai. À, bởi vì Như Lai Tàng và Thuyết Tàng một thể hai tên nên mê ngộ khác vậy. Nếu Thuyết Tàng thì mê mà Như Lai Tàng là ngộ. Vì lẽ Như Lai Tàng vốn không tự không tánh, tánh không tánh ấy rất trên rất tịch. Tức là vì cái Như Lai Tàng nó không có cái tánh cố định, chính cái tánh không cố định đó nó là trên là tịch. À, cũng như nó cái kho nó không có cái cố định, nó chỉ trống vậy thôi, có cái kho trống lặng lẽ vậy thôi, mà tùy người ta đem đồ ta để, nếu mà không còn đồ trong đó thì chỉ là một cái kho trống. À, tột chỗ trên tịch liền là vô minh. À, nghĩa là thấy tột được cái chỗ trên tịch đó thì đó mình mới biết được cái gốc vô minh của nó. Vô minh vô thủy bất giác vọng kiến, kiến vọng vốn là không, chẳng lìa bản tế. Thì vì vậy cái vô minh đó từ buổi nào không biết, tức là từ buổi mà bất giác đó, từ sanh ra vọng kiến chấp ngã, thì cái vọng kiến chấp ngã vốn là không, nó cũng đều là không rời cái bản tế là cái chỗ chân thật. Nếu hay giác chỗ này thì an trụ tâm hải lại không duyên có. Nếu mình giác ngộ được chỗ đó rồi thì mình được an trụ cái tâm hải, tức là cái tâm thể rộng như biển. Thân tức là pháp thân, trí tức là báo thân, ý thân tức là quá thân. Nó là khi trụ được tâm hải đó rồi thì nói thân là chỉ cho pháp thân, nói trí tức là chỉ cho báo thân, nói ý tức là quá thân. Chuyển bát thức được tên pháp thân, chuyển thất thức được tên báo thân, chuyển đệ lục ý thức được tên quá thân. Trong khoảng khắc na ngộ mê đã chuyển, nên nói chỉ chuyển tên kia không có thật tánh. À, tức cứ chuyển cái tên chứ không có cái tánh thật. Như đồ đó kho mà đem ra hết thì thành cái kho không vậy thôi, chứ nó có cái gì đâu. Đại huệ, nếu không thức tàn gọi là Như Lai Tàn, ác không sanh diệt. À, nghĩa là nếu mà đồ trong kho nào đậu, nào mè, nào lúa, nào bắp, thì những cái thứ đó là cái thứ sinh diệt. Bây giờ những cái đó đem hết rồi còn cái kho không thì cái kho nó đâu có sanh diệt. Đại huệ, xong các phàm thánh phải có sanh diệt. Tuy vậy mà phàm và thánh đều có sanh diệt. Tại sao vậy? Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Nếu là được giác ngộ cái chỗ Như Lai Tàng rồi, được cái hiện trụ pháp lạc mà vẫn khởi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đại huệ, Như Lai Tàng thức tạc, Như Lai Tàng thức tạc này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị khách trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh, chẳng phải Như Lai kia Như Lai. Nghĩa là Như Lai Tàng hay là Thuyết Tàng thì thanh văn duyên giác khi tưởng thấy, nhưng mà thấy đó là thấy một cách bị khách trần che đậy, cho nên tưởng là không có thanh tịnh. Nhưng mà chư Phật thì thấy nó là thanh tịnh. Đại huệ, Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay xem tới ai nó lạc. À, thì cảnh giới Như Lai Tàng đó đối với Phật ấy, thì nó rõ ràng như mình nhìn cái cao cái mít mà cầm trong lòng bàn tay, không tí gì nghi ngờ hết. Giải thích, đây nó thấy Như Lai Tàng là từ cảnh hiện lưu, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với vị thừa. Hiện lưu tức là những cái chủng tử nó cứ trôi chảy hiện tại đó.
mê Như Lai tàn mà làm thức tàn thì toàn thể là sanh diệt. Như thật biết thức tàn, thức Như Lai tàn thì sanh diệt chống lìa. À, thì như vậy mình thấy hai cái này đó. Nếu mình quên cái kho, chỉ nhớ đồ trong kho thì đó là mình nhớ những cái thứ sinh diệt, phải không? Còn nếu mà đồ trong kho hết, mình nhớ, mình thấy được cái kho thì cái đó là trở lại cái không sinh diệt, nó rõ ràng. Người tu hành tự giác thánh thú hiện hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Tuy đặt mình được cái tự giác thánh thú rồi, được an trụ nơi pháp lạc rồi, nhưng mà cũng không bỏ phương tiện độ chúng sinh, cho nên không có mê cái tâm muội lạc đó. Đại huệ Như Lai tàn thuyết tàn này, tất cả thanh quan duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị cách trần che đậy vẫn thấy cảnh tịnh. Chẳng phải khi Như Lai đại huệ Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay chân tay a ma lại. Đây nói Như Lai tàn là từ thật hiện lương, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với nhị thừa. Mê Như tàn mà làm thuyết tàn thì toàn thể là sanh diệt. Như thật biết thuyết tàn, tức Như Lai tàn thì sanh diệt chống lìa. Mà các phàm thán phải có sanh diệt, nên người tu hành thấy tự giác trí vẫn chẳng bỏ pháp lạc phương tiện. Như vậy thì đây nói cái tâm niệm của Bồ Tát khi được tự giác thánh trí là chỗ an lạc, mà vẫn không bỏ phương tiện độ chúng sinh, chứ không phải trụ cái chỗ lạc đó mà quên chúng sinh. Nên nói biết rõ sanh là tánh chẳng sanh, làm sao bị sanh diệt lưu chuyển. Như Lai do kia sức chưa đầy đủ nên có phương tiện. Phương tiện này chẳng phải nói Như Lai tự tánh vẫn có bất tịnh. Tự tánh Như Lai thì không có cái nhớ, mà tự tánh Như Lai là thanh tịnh, như gì các trần che đậy thành nên bất tịnh. Như nhị thừa tâm tưởng thấy được, tuy biết tự tánh thanh tịnh mà do các trần che đậy vẫn thấy bất tịnh, có được tam muội lạc pháp lạc đều thành thật pháp. Nghĩa là khi mà được cái tam muội pháp lạc thì cho đó là niết bàn thật và an trú đó. Chẳng bằng người tự giác tu hành thấy rõ tự tánh, chỉ dùng phương tiện chánh trừ hiển lưu. Hiển lưu tức là những chủng tử lưu thì nó trôi chảy mà sinh diệt tiếp nối hiện có của mình đó. Cho nên biết thấy tánh không thể chẳng rõ, tức là thấy tánh thì phải thấy được rõ ràng. Nếu Như Lai chính thấy cảnh giới hiện tiền, chẳng phải một, chẳng phải khác, như xem các a ma lạc trong lòng bàn tay, lại không còn nghi ngại, thấy một cách không chút ngờ tự. Còn mình bây giờ nghe thì mình tin, nhưng mà thực ra mình chưa có nhận sanh được, bởi vậy cho nên cái tin nó còn yếu. Đây Phật giải thêm: đại huệ ta nơi nghĩa này dùng thành lực diễn lập, khiến phu nhân thắng mang và chư Bồ Tát khí sáng đầy đủ vân vân. Tuyên dương diễn nói Như Lai tàn và tên thuyết tàn, hết thuyết chung sanh. Như vậy thì ngang đây chúng ta mới thấy kinh Thắng Mang có trước kinh Lâm Dạ, phải không? Đó, trước Phật mới nói cho phu nhân Thắng Mang nghe, chờ chư Bồ Tát khí sáng nghe. Đó. Thanh văn chấp trước thấy nhân pháp vô ngã, cho nên phu nhân Thắng Mang nương qua thành Phật nói cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác và mãi đạo. Như Lai tàn và thuyết tàn chỉ là cảnh giới Phật và những Bồ Tát trí huệ sắc bén y nơi nghĩa. Thế nên ông và các vị đại Bồ Tát đối với Như Lai tàn thuyết tàn phải xuyên tu học, chớ có chỉ nghe hiểu khởi tưởng nhất đủ. Như vậy thì cái chỗ này là chỗ mình phải nỗ lực tu, chứ không phải nghe nó mình có Như Lai tàn, mình có thuyết tàn nghe vậy nó tôi hiểu rồi đủ rồi, thì cái đó là cái bệnh. Giải thích: Như Lai tàn tên thuyết tàn cùng thất thuyết chung, đây chẳng phải cảnh giới nhị thừa, bởi vì nhị thừa chẳng tin thuyết thứ tám thuyết Như Lai tàn, cho nên đối với ngã thấy vô ngã, thường thấy vô thường, thấy vô thường, thấy là tưởng đảo. Ngã mà tưởng vô ngã tức là có cái Như Lai tàn mà không biết, nói rằng đập tới chỗ đó là vô ngã, mà Như Lai tàn là thường mà tưởng rằng tất cả pháp là vô thường, như vậy mà gọi là đảo. Vì từ cái tưởng này nên nói thuyết tàn tức Như Lai tàn, khiến biết tâm ý ý thức đều không tự tánh, thấy pháp vô ngã,
được các chân ngã, đây là cảnh giới chư Phật. Nó đạt được biết các pháp nó không có cái thực thể từ tâm niệm, như vậy mới thấy được cái chân ngã, thì đó là cảnh giới chư Phật. Trừ vui nhân thắng mang và những vị Bồ Tát trí bé, không có người hay biết được. Cho nên Phật sanh Bồ Tát chớ khởi tưởng biết đủ. Ơ Nam phẩm tượng, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: Như Lai tàn sâu kín mà cùng thách thức chung, hai phiếu nhiếp thọ sanh, người trí ác xa lìa. Đó. Bởi cái Như Lai tàn nó sâu kín, cho nên nó, khi mà nó chứa chủng tử thì biến thành tàn thức, rồi cùng bảy thức nó chung nhau. Bởi vậy nên có hai thứ năng nhiếp và sở nhiếp sanh, vì vậy mà cái người trí huệ nên xa lìa cái hai bên đó. Như gương tượng hiện tâm, tập khí vô thủy quân, người như thạch quán sát, các sự thải vô sự. Tất cả những cái mà chúng ta hiện thấy năng nhiếp sở nhiếp đó giống như là cái hình tượng ở trong gương vậy thôi. Nó, tất cả pháp từ tâm hiện ra cũng giống như vậy, chẳng qua là cái tập khí từ vô thủy quân tập mà thấy có tất cả cảnh đối đãi, cái đó là thiệt, chứ thực, sự thật nó là cái bóng không thiệt. Người mà quán sát đúng như thật vậy thì tất cả sự đó mình trở thành vô sự. Nếu mà mình thấy đẹp, thấy xấu, nghe hơn, nghe thua, mình đều biết đó là giả hết, thì mọi sự trở thành vô sự. Còn nếu mà thấy nó thiệt thì mỗi sự là một sự, mà mỗi sự là một sự thì nó là đa sự, phải không? Đến là không có vô sự. Như ngu thấy chỉ trăng, xem tai chẳng thấy trăng, người chấp trước văn tự chẳng thấy ta trên thạch. Như cái người ngu nghe thấy người ta chỉ lấy cái tai chỉ mặt trăng, nói à cái hướng đó là mặt trăng thương mọc ở hướng đó, mình không chịu nhìn theo cái hướng của ngón tay chỉ, mình nhìn chăm vào cái đầu ngón tay, cho đầu ngón tay là mặt trăng, đó là cái kẻ ngu. Xem tai mà không thấy trăng. Người chấp văn tự cũng vậy, văn tự của Phật giải trong kinh điển là có để cho mình thấy tự tâm mình, mà mình không chịu nhận ra tự tâm mình mà cứ chấp trong văn tự. Mà nếu chấp trong văn tự thì chẳng thấy ta chân thật, thì không bao giờ thấy được Như Lai. Tâm là con hát giỏi, ý như đánh đàn hay, năm thức là bè bạn, vọng tưởng chúng xem hát. Đó, tất cả mình là một khí trường, phải không? Tâm là con hát giỏi, nó hát bài cho đủ thứ chuyện nè. Rồi ý thức thì nó nhiệt theo cái nó hòa nhiệt theo cái tâm đó, tức là thách thức đó. Vì vậy cho nên nó là như kẻ đánh đàn hay. Rồi năm thức trước, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, là bè bạn. Khi con mắt thấy sắc thì cái ý thức cũng chạy theo nè. Thế nó không có, nó không có để một mình, hay vì vậy mà bè bạn. Vọng tưởng chúng ta hát, tất cả vọng tưởng như là đám ca hát vậy đó, hùa theo, vui, cười, khóc, khổ, đủ thứ. Kệ nói như lai tàn sâu kín mà lượt nói thức tàn, nghĩa là thức thức tức tán, chân như vô minh an trụ sâu kín. Thức thức tức tán, tức là cái thức tàn đó, cái thể tán nó là như lai tàn. Mà như lai tàn tức là chân như, mà thức tàn tức là vô minh. Như vậy cho nên nó rất là sâu kín. Tuy có thách thức ngã vọng thấy tự tha, nó là bảy thức chấp lòng ngã, vọng thấy có ta có người, thì cái ta người đã giống như là gương, nó không có tâm mà hiện ra các thứ hình tượng. Dụ vô minh vọng tập, tùy duyên mà chống hiện, như thạch mà quá trọn không có việc ấy. Người trí nghĩa đạt đương thể sao lìa, tức là mình rõ thấu rồi thì ngay đây mình sao lìa. Kẻ ngu xem ngón tay chẳng thấy chân thật, đây là lý do phân mê giác vậy. Người ngu thì nghe nói rồi chấp chặt mà không thấy. Bát thuyết không tán, họ quân tùy duyên biến hiện. Bởi vì tám thức thứ tám nó không có cái cố định là thiện ác, tùy theo cái quân tập, theo cái duyên đó mà nó biến hiện trong các cõi. Nên như con hát, nghĩa là như con hát thì nó
trước khi nó đóng tồn thì chưa biết nó là cái gì, để vô đó được mấy cái người đạo diễn chỉ định làm cái gì đó thì lúc đó nó mới vẽ mặt nó làm cái đó ha. Cho nên nó là không tám thọ lưng là tùy duyên biến hiện. Nên như con hát thất ý nhân trong duyên ngoài, nên như người đánh đàn ha. Cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu đó nó làm nhân ở trong rồi nó theo duyên bên ngoài ha. Vì vậy vọng thiện chẳng có sự thật. Như vậy thì tất cả những cái cảm mà do tâm mình duyên theo trong cuộc sống hiện tại giống hệt như một khí trường, không có gì thiệt hết, phải không? Mà do mê cho nên đừng cứ chạy theo, bởi chạy theo rồi mình cứ mắc kẹt, không có bao giờ ra khỏi. Đó là gì? Cái mê. Thôi, nghỉ.